Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 36. Bọn họ vốn cho là mới vừa rồi chính là Diệp Thí Thiên lực lượng chân chính, ai có thể nghĩ tới, thời khắc này Diệp Thí Thiên mới là vậy Côn Lôn hư ma vương lực lượng à. Kiếm Huyết trầm sắc mặt đại biến, lại là khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Tựa như trải qua vô cùng nhục nhã vậy. Nhìn chung quanh ngổn ngang đệ tử và trưởng lão, hắn tức giận trong lòng thẳng xông lên đỉnh đầu. Đáng chết! Hắn do dự mấy giây, vẫn là từ trong túi móc ra một khối ngọc thạch, loại này tựa như hoa hạ điện thoại di động. Dùng cho tông môn giữa truyền tin. Hắn không dám dùng huyết minh vận mệnh đi đặt tiền cuộc, mới vừa rồi Diệp Thí Thiên thi triển vậy đạo lực tính, cho dù là hắn cũng không cách nào chống lại. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể xác định là, mình không thể động kiếm. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn phải tìm đồng minh. Cái này Diệp Thí Thiên tồn tại quá mức nghịch thiên. Nếu như hôm nay để cho hắn rời đi, lần kế chính là huyết minh diệt môn. Bất kể như thế nào, Diệp Thí Thiên phải chết. Một giọt máu tươi thấm vào ở ngọc thạch bên trong, ánh sáng lóe lên. Phát hiện Diệp Thí Thiên, người này ngay tại ta huyết minh, Côn Lôn hư ký kết trăm tông đuổi giết tông môn, tất cả mọi người phái lực lượng tới. Nếu như hôm nay để cho chạy Diệp Thí Thiên, vậy lần kế chính là chúng ta trăm tông diệt phong. Nói xong, hắn trực tiếp đem ngọc thạch bóp nghiền. Hắn có thể làm chính là chờ đợi tông môn tới tiếp viện. Khoảng cách huyết minh gần mấy cái tông môn, khi nhận được tin tức tất nhiên sẽ thời gian đầu tiên dám đến. Làm xong hết thảy các thứ này, Kiếm Huyết trầm con ngươi lạnh lẽo, hướng Diệp Thần điên cuồng đi. Trong tay hắn trực tiếp sử dụng một chuôi trường thương. Kiếm có thể khống chế. Hắn cũng không Nobunaga súng cũng có thể khống. Diệp Thí Thiên, tốt, tốt vô cùng, ta ngược lại là phải lãnh giáo một chút, người mẹ hắn có thực lực gì. Dứt lời, trong tay hắn trường thương phá không đi. Trên bầu trời, ngay tức thì mây sấm cuồn cuộn. Quay lại vô số sấm sét rơi xuống, nặng nề nện ở trường thương trên. Một kích này, dẫn động cuồng bạo sấm sét. Sấm sét tựa như khôi giáp vậy ăn mặc Kiếm Huyết trầm trên mình. Kiếm Huyết trầm con ngươi lóe lên là máu và điên cuồng. Một tháng qua, huyết minh bị Diệp Thí Thiên giết bao nhiêu người. Từ dịch bảo các sự việc sau đó, huyết minh liền trở thành Côn Lôn hư cười nhạo. Phần này sỉ nhục, ai nguyện ý chịu đựng à? Bất kể như thế nào, Diệp Thí Thiên phải chết. Diệp Thần nhìn tràn ngập cuồng bạo sấm sét trường thương. Cái này uy áp và lực lượng xa không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể năm ngón tay dương ra phá dương kiếm, tới. Diệp Thần bổn mạng linh phù sấm sét nổ tung mở ra, vạn đạo kiếm pháp ngưng tụ, kiếm ảnh tựa như mấy chục trượng, giống vậy hóa là sấm sét, va chạm đi. Hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm. Nhưng là lần này, Diệp Thần trực tiếp đẩy lui ước chừng 30 bước. Hai người chênh lệch quá xa. Huyết minh nhưng mà đứng đầu một tông. Thực lực vượt xa những trưởng lão kia, đối phương toàn lực, như thế nào chống lại. Kiếm Huyết trầm khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười như ý Diệp Thí Thiên, Côn Lôn hư đều đang đồn nói, ngươi thực lực ở phản hư cảnh, bây giờ nhìn lại, ngươi chân chính thực lực nhiều lắm là ở nhập thánh cảnh mà thôi. Vậy bất quá như vậy thôi. Toàn bộ Côn Lôn hư đều bị ngươi lừa, nhưng là ta Kiếm Huyết trầm sẽ không. Ngươi giết ta nhiều như vậy huyết minh đệ tử, hôm nay, ta liền chặt đứt đầu lâu ngươi, treo ở ngoài cửa 3 ngày. Để cho Côn Lôn hư tất cả cường giả biết, ta Kiếm Huyết trầm chém giết giấc mộng kia nói mớ Diệp Thí Thiên. Kiếm Huyết trầm khí tức trên người ầm ầm bùng nổ, trường thương ý bộc phát ra. Khoảnh khắc bây giờ, thiên địa linh khí điên cuồng hướng trường thương hội tụ đi. Vô số sấm sét tràn ngập, không khí chấn động. Dần dần. Trường thương tránh thoát Kiếm Huyết trầm tay, hướng Diệp Thần cấp tốc lao đi. Gió lạnh gào thét, sát ý đánh tới. Vậy trường thương, tựa như nháy mắt tức thì hóa thành vạn trượng. Kiếm Huyết trầm chân khí tác dụng với dưới chân, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trong mắt hắn híp lại, vẻ hưng phấn ở trong lòng không ngừng bùng nổ. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhìn trường thương tới, đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn đan điền chân khí cơ hồ hoàn toàn không có, muốn chống cự một kích này rất khó. Chân thực không được, hắn chỉ có thể mời sư phụ Đoạn Lôi Nhân ra tay. Hắn còn có 4 cái thái cổ hư thật đan,
Sư phụ Đoạn Lôi Nhân đã từng nói, Thái Cổ Hư Thật Đan đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể để cho hắn thực chất hóa. Một khi thực chất, liền có thể là hắn ở trong cuộc sống thực tế ra tay. Nhìn thương mang càng ngày càng gần, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vừa định câu thông Đoạn Lôi Nhân, dư quang nhưng là ở luân hồi mộ địa chú ý tới một quả phong cách cổ xưa ngân châm. Đây là ban đầu ở Thanh Huyền đỉnh trước tấm bia đá, lĩnh ngộ Lâm Thanh Huyền y đạo thời điểm lấy được. Ngân châm này ngưng tụ vậy đạo linh thần khí. Lâm Thanh Huyền nói với hắn, này kim đúng là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng một trong, mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng là Diệp Thần có thể cảm giác đến ngân châm bất phàm. Một giây kế tiếp, hai người họ chỉ bây giờ liền xuất hiện cái này cây ngân châm. Ngân châm vừa ra, trên bầu trời kéo ra mảng lớn mây đen phun trào. Che khuất bầu trời, tựa như ngày tận thế tới. Liền liền kiếm huyết trầm đỉnh đầu mây sấm cũng là cảm thấy không đúng, bỗng nhiên biến mất. Kiếm huyết trầm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Trời xanh dị tượng, chẳng lẽ có đổi? Hắn nhìn về phía cách đó không xa người thanh niên kia, phát hiện đối phương không có vận dụng bất kỳ vũ khí. Ngược lại trong tay nắm một cây ngân châm. Thằng nhóc, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng bạc nhằm vào vác máu ta linh thương sấm? Tự tìm cái chết. Ta không ngại nói cho ngươi, máu ta linh thương sấm nhưng mà ngàn năm trước một vị đại năng hao hết tâm huyết luyện chế mà thành, bất kỳ lực lượng cũng đừng mưu toan phá hỏng. Mấu chốt ta và này súng đã nhỏ máu nhận chủ, chỉ có ta có thể nắm trong tay. Trăm năm qua, huyết linh thương sấm chí ít dính gần ngàn người mệnh. Mà ngươi chính là trong đó nhất nhỏ xíu tồn tại. Chết! Một tiếng gầm thét, thương mang ánh sáng bỗng nhiên tăng tốc độ, hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Người bất kỳ đều không cách nào ngăn trở. Mà giờ khắc này Diệp Thần, nhìn thương mang càng già càng gần, không do dự nữa mặc dù không có dùng qua, nhưng là Lâm Thanh Huyền khẳng định như vậy, tuyệt đối không kém. Ngân châm, hôm nay sẽ để cho ta xem người uy lực. Diệp Thần dẫn động vậy hai ngón tay ngân châm. Nháy mắt tức thì, ánh sáng bắn ra bốn phía, bao trùm mở. Vèo, một tiếng, ngân châm tránh thoát Diệp Thần cánh tay, bay ra ngoài. Nghiễm nhiên chính là hướng huyết linh thương sấm đi. Ùm ùm, sát ý đột nhiên bay lên, thiên địa lực hết sức là sử dụng. Vô biên năng lượng, ngưng tụ, nho nhỏ ngân châm lại có thể tại chỗ mở rộng. Đảo mắt bây giờ lại là hóa là đỏ thẫm trăm trường trường thương. Từng trận giòn vang tiếng truyền tới. Thậm chí để cho tất cả mọi người hoảng hốt bây giờ phát hiện cái này trăm trượng trường thương muốn phá vỡ hết thảy trước mặt. Đinh! Đỏ thấm trăm trượng trường thương trực tiếp và huyết linh thương sấm đánh vào nhau. Nguyên bản ưu việt huyết linh thương sấm vào giờ khắc này ngược lại đổi được vô cùng nhỏ bé. Vang lớn sau đó, kiếm huyết trầm huyết linh thương sấm trực tiếp hóa là bột. Nhất kích lực đều không cách nào ngăn trở. Cái này xa xa không có kết thúc. Một cổ cuồng bạo đợt khí đột nhiên phun trào, ánh lửa chói mắt lóe lên, đất đai run rẩy kịch liệt. Trăm trượng trường thương lại lần nữa hướng kiếm huyết trầm đi. Một khi rơi xuống, đó chính là trực tiếp hóa là xương máu à. Còn dư lại huyết minh cường giả hoàn toàn bị dọa, ai có thể nghĩ tới một kích này lại có thể như vậy khủng bố à. Mấu chốt cái này mẹ hắn vẫn là một cây ngân châm hình thành. Kiếm huyết trầm nụ cười cứng ngắc. Hắn cả người lạnh như băng, tựa như bị chết phong tỏa. Đây là lực lượng gì? Đây không phải là võ đạo, đây là biến mất y đạo thuật pháp. Lâm Thanh Huyền, thời đại thượng cổ Lâm Thanh Huyền đã từng bùng nổ qua một kích này. Kiếm huyết trầm ánh mắt đột nhiên gắt gao bắn về phía Diệp Thần, sợ hãi thanh âm vang lên, Diệp Thí Thiên ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi còn biết y đạo thuật pháp? Tại sao? Mắt xem vậy trăm tờ trường thương thì phải rơi xuống. Kiếm huyết trầm không có suy tính cơ hội. Hắn nếu như muốn còn sống, phải chờ đỡ được. Không nghĩ nhiều nữa, hắn vội vàng bước ra một giọt máu tươi. Đồng thời, ngón tay nhanh chóng bóp quyết. Một miếng phong cách cổ xưa màu đỏ cửa bỗng nhiên đứng. Ngăn ở trước người của hắn. Hồng môn phong cách cổ xưa, phía trên có khắc vô số phạm văn. Đây cũng là huyết minh nồng cốt Phật, mỗi một cái người huyết minh trên cổ xăm cũng là như vậy. Đây cũng là kiếm huyết trầm lớn nhất thủ đoạn. Hắn hiện ở không có lựa chọn. Hồng môn vừa ra, thương khung chấn động. Cửa nhắm lại,
tựa như ở kiếm huyết trầm quanh thân hình thành một đạo màu đỏ bình phong che chở. Một cổ uy nghiêm vô thượng tràn ngập, mà trăm trượng trường thương không có chút nào dừng lại. Thiên địa thế đều ở trăm trượng trường thương bên trong, thiên địa lực, hết sức là mình sử dụng. Y đạo biến ảo, vạn vật yên tĩnh. Tựa như bước ngang qua lịch sử sông dài cao nhất năm tháng, đem thiên địa đâm là hai nửa. Một nửa mà sống, một nửa là chết. Vậy tựa như ngày tận thế đám mây đen lớn vậy bị phá ra, một tia ánh sáng bao phủ tới. Ùm ùm, thiên địa chấn động, sơn hạ yên tĩnh. Vậy hồng môn căn bản không cách nào ngăn trở, trực tiếp vỡ vụn. Duy nhất có thể làm liền đem trăm trượng trường thương lực lượng xuống đến thấp nhất. Giờ khắc này, tựa như hai viên tinh cầu đụng nhau, dạo rực ra vô tận ánh lửa. Đợt khí nổ tung, lấy Diệp Thần và kiếm huyết trầm làm trung tâm, chu vi mấy trăm thước lớn đất phảng phất đều bị lật đổ tới đây. Chẳng bao lâu sau, huy hoàng huyết minh đền tại chỗ san thành bình địa. Bụi bặm cuốn lên, đá vụn văng khắp nơi. Trăm tờ trường thương chạm tới kiếm huyết trầm, trực tiếp xuyên thủng. Phốc, kiếm huyết trầm khạc ra một ngụm máu tươi. Thân thể thật giống như bị đinh như nhau đóng vào phế tích bên trong. Không chết vậy phế. Hắn muốn nói, nhưng là mỗi một câu nói giá phải trả chính là không ngừng khạc ra máu tươi. Một bên Diệp Thần kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới ngân châm kia lại có như vậy lực lượng. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Hắn vừa định bước ra một bước, chính là cảm nhận được toàn thân đau nhức cảm giác tấn công tới. Không chỉ như vậy, đan điền linh khí cũng là hoàn toàn biến mất. Cường đại cắn trả ý để cho hắn cũng là khạc ra một ngụm máu tươi, lại là suýt nữa ngã xuống. Hắn phát hiện ngân châm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là hiệu quả căn bản không phải hắn bây giờ có thể chịu đựng. Diệp Thần liền vội vàng lấy ra một ít thảo dược và đan dược, nhai ăn vào. Vẫn không có dùng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cố nén đau đớn, từng bước hướng kiếm huyết trầm đi. Kiếm huyết trầm thân thể quá mức chật vật, cố nhiên trọng thương. Gương mặt như cũ dữ tợn. Diệp Thí Thiên, ta bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, ngươi giết ta, phá hủy huyết minh, chỉ sẽ để cho vậy Côn Lôn hư vô số thế lực hơn nữa muốn giết ngươi. Sự tồn tại của ngươi, thiên địa không cho, Côn Lôn hư lại càng không cho. Côn Lôn hư dù sao cũng năm thiết lập quy củ đều bị ngươi phá hư, ngươi thế lực sau lưng và tông môn, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ xảy ra chuyện. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Diệp Thần không để ý đến, cười một tiếng, tay cầm phá dương kiếm. Cho dù toàn thân khó chịu, kiếm huyết trầm cũng phải chết. Vào giờ phút này Diệp Thần tựa như chính là một chuôi xuất khiếu sát kiếm, kiếm quang lóe lên, kiếm khí tràn ra. Chỉ cần một ánh mắt, tựa hồ có thể phá hủy thế gian hết thảy. Hắn nhìn một cái chung quanh thi thể, cười một tiếng, kiếm huyết trầm, người không phải muốn biết ta dáng dấp ra sao sao. Đã như vậy, ta hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Thần tay trái chộp vào mặt nạ trên, mặt nạ trực tiếp bị tháo xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn. Một giây, hai giây, ba giây, bầu không khí hoàn toàn đọng lại. Kiếm huyết trầm ánh mắt còn kém chừng ra ngoài. Diệp Thí Thiên lại chính là hoa hạ Diệp Thần. Hắn rốt cuộc rõ ràng Diệp Thí Thiên tại sao phải cứu Diệp Thiên chính cái này người phế nhân. Vốn là phụ tử, tại sao không cứu? Hắn thật ra thì ban đầu liền hoài nghi tới, các loại dấu hiệu bề ngoài, hai người khắp nơi chi tiết thật trùng hợp. Nhưng là hắn đem Diệp Thần thực lực và Diệp Thí Thiên đối với so, nhưng lại lộ vẻ được căn bản không có thể. Đột nhiên, một đạo trường kiếm lạnh như băng vững vàng rơi vào kiếm huyết trầm trên cổ. Chính là Diệp Thần. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không quý trọng. Các người huyết minh ngàn không nên vạn không nên, chính là động ta phụ mẫu, hôm nay ta liền chém hết đầu lâu ngươi. Kiếm huyết trầm con ngươi có giúp một cái, hắn có thể cảm giác được một kiếm này đã thấm vào da hắn, nếu như gần thêm nữa so hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần, ngươi nếu như nguyện ý thả qua ta, ngươi ta bây giờ bảo đảm nước giếng không phạm nước sông. Còn nữa, ta đã thông báo cho còn lại người tông môn tới, ngươi như muốn rời đi nơi này. Không có ta, căn bản không có thể. Ngươi hôm nay nghiền ép huyết minh, ngươi có thể bảo đảm lần kế, trăm tông đối với ngươi ra tay, ngươi có tư cách còn sống. Kiếm huyết trầm mới vừa muốn nói tiếp,
chính là nghe gặp trận loạt tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện. Không ra ngoài dự liệu, chính là vùng lân cận một cái tông môn. Số người không nhiều, chỉ có 50 vị cường giả. Nhưng là bây giờ Diệp Thần thân thể cơ hồ tan vỡ, hắn căn bản không có đánh một trận quyền lực. Vậy 50 người thấy huyết minh và kiếm huyết trầm như vậy chật vật và thê thảm không nỡ nhìn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kiếm huyết trầm có thể cảm giác ra Diệp Thần yếu ớt, ngân châm lực lượng đoán chừng là Diệp Thần lực lượng mạnh nhất. Lấy Diệp Thần trạng thái bây giờ, không cách nào chịu đựng người bất kỳ gánh vác, đây cũng là lớn nhất cơ hội à. Vậy mới tới tông chủ nhìn thấy mà giật mình một màn, kinh hô cái này tại sao có thể như vậy? Kiếm huyết trầm nghĩ rõ ràng hết thảy, vội vàng giận dữ hét, Phương tông chủ, mau! Giết tiểu xúc sinh này, mau, hắn bây giờ không có phản kháng lực lượng. Vậy mới tới Phương tông chủ và sau lưng cường giả ngay tức thì kịp phản ứng, mới vừa muốn động thủ, sau lưng vô số tiếng bước chân lại vang lên. Kiếm huyết trầm trong lòng mừng như điên hết sức. Lại có trăm tông lệnh truy sát tông môn tới. Ngày hôm nay, bất kể là Diệp Thần vẫn là Diệp Thí Thiên đều là chắp cánh khó khăn bay. Kiếm huyết trầm không để ý thương thế trên người, khạc ra máu tươi, nhưng lại đồng thời âm u cười nói. Ta bây giờ nên gọi ngươi Diệp Thí Thiên vẫn là Diệp Thần. Bây giờ ngươi, có thể trải qua tuyệt vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dùng ta trọng thương giá phải trả, dù là mất hết tu vi, đổi cha con các ngươi mệnh, cuối cùng thắng vẫn là ta. Tiếp theo sẽ có càng ngày càng nhiều tông môn bao vây nơi này. Ngươi không có cơ hội. Chỉ có thể chết nơi này. Ha ha. Dứt lời, trăm đạo thân ảnh vọt vào. Tay cầm trường kiếm, ý định giết người nghiêm nghị. Khí thế ngút trời. Bao vây tất cả mọi người. Kiếm huyết trầm và Phương tông chủ thấy nhiều như vậy cường giả, hơi ngẩn ra. Cái gì tông môn hiệu suất cao như vậy? Đột nhiên kiếm huyết trầm thấy được cầm đầu ông cụ kia. Lại là Vạn Kiếm Tông. Nhưng mà Vạn Kiếm Tông cách nơi này có chút khoảng cách à, làm sao sẽ nhanh như vậy chạy tới. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nuốt vào một búng máu, nghiêm túc nói, Lăng Tông chủ, ngươi và các người Vạn Kiếm Tông có lòng, lại có thể nhanh như vậy chạy tới, có các người trợ lực, cái này Diệp Thí Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Tông chủ, Lăng Tông chủ, chậm thì sanh biến, nhanh lên chu diệt tiểu xúc sinh này. Phương Tông chủ gật đầu một cái. Mới vừa muốn ra tay, nhưng là phát hiện trên cổ hắn nhiều một thanh kiếm. Xuất thủ chính là một vị Vạn Kiếm Tông kim bào trưởng lão. Đây là cái gì quỷ? Ngay tại Phương Tông chủ và kiếm huyết trầm nghi ngờ thời điểm, Vạn Kiếm Tông Tông chủ một bước ra, đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Vạn Kiếm Tông Lăng Vân Độ, bái kiến sư tôn. Sau đó, Vạn Kiếm Tông trăm vị cường giả đồng loạt quỳ xuống. Một đạo kinh thiên gầm thét vang khắp. Thẩm Thạch Khê, bái kiến sư tôn. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Một cổ vô hình sát khí bao phủ toàn trường. Đến từ Vạn Kiếm Tông tín ngưỡng. Xuất sắc ngày mai tiếp tục, thuận tiện cầu phiếu đề cử ha ha. Giờ khắc này, không khí tựa như đọng lại. Cả thế giới cũng yên lặng lại. Vậy sư tôn hai chữ hồi âm vang khắp ở giữa trời đất. Thật lâu không ngừng. Chỉ gặp trăm người đồng loạt quỳ xuống, đông nghịt một phiến. Hình ảnh này đủ kinh bạo con ngươi à. Đây chính là Vạn Kiếm Tông à. Vạn Kiếm Tông ở Côn Lôn Hư tuy không tính là quyền thế đại tông, nhưng là ở rất nhiều trong tông môn, trước 50 tuyệt đối xếp hàng lên. Nếu như luận kiếm đạo, Vạn Kiếm Tông đủ để dòm ngó ngôi báu kiếm đạo tông trước cửa 10. Chính là như vậy tồn tại, giờ phút này nhưng tất cả đều quỳ xuống. Đây là cái gì quỷ a? Mấu chốt liền Vạn Kiếm Tông tông chủ Lăng Vân Độ cũng là như vậy à? Lăng Vân Độ kiếm thế ngút trời, tâm cao khí ngạo, ngày thường và người nói chuyện mang lãnh ý. Ở Côn Lôn Hư cũng là nổi danh tánh bướng bỉnh. Như vậy người lại chỉ như vậy hướng trước mắt cái này người thanh niên quỳ xuống. Phương tông chủ, cùng với sau lưng hắn mấy chục người hô hấp bình ở, thậm chí dụi mắt một cái. Thoáng như mộng. Mấu chốt hết thảy các thứ này phát sinh quá hư ảo à. Có người thậm chí đem kiếm nơi cánh tay nhẹ nhàng chợt một cái. Cảm giác đau nhói, vô cùng rõ ràng. Đây là thật. Tê. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm cái đó lãnh ngạo thanh niên.
thanh niên vết thương chồng chất, nhưng như thanh tùng đứng, tuyệt thế chi tư. Vậy trong mắt như hàn tinh, một khi chạm đến, chính là giết hại. Đây chính là Diệp Thí Thiên, cái đó để cho Côn Lôn hư vô số tông môn sợ hãi Diệp Thí Thiên. Kiếm Huyết trầm sắc mặt rất là khó khăn xem, hắn bây giờ căn bản không có thể phản kháng. Vốn cho là Vạn Kiếm Tông là tới vây quét Diệp Thí Thiên. Bây giờ con mẹ nó lại là đứng ở Diệp Thí Thiên bên kia. Sư Tôn. Một cái tới tuổi 20 tiểu tử tại sao có thể là Vạn Kiếm Tông Sư Tôn? Không thể nào. Kiếm Huyết trầm cưỡng ép nuốt vào một búng máu, gắt gao nhìn chằm chằm nửa quỳ Lăng Vân Độ, hỏi, Lăng Tông Sư, ngươi. Ngươi chắc chắn có lầm lẫn không, người này là ngươi Sư Tôn. Hắn tuổi tác phỏng đoán đều có thể làm cháu trai của ngươi liền đi. Lăng Vân Độ vẫn cúi đầu, nhàn nhạt nói, Kiếm Huyết trầm, ngươi như nói nhảm nữa một câu, ta định đem ngươi chém chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thần, cung kính nói, Sư Tôn, dưới mắt nên xử trí như thế nào? Diệp Thần nhìn chung quanh quỳ trăm người, không biết nên làm thế nào cho phải. Đây cũng là Trần Thiên Lê cho mình ở Côn Lôn hư lưu lại đường lui. Vạn Kiếm Tông mặc dù không tính là cao cấp tông môn, nhưng là dưới mắt, nhưng đủ để chống lại hết thảy. Trần Thiên Lê chẳng lẽ tiên tri biết trước, cố ý an bài cái này một con cờ. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đứng lên đi. Như vậy một câu, Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người đứng dậy, tựa như cây lao, lạnh mâu ngưng thần. Dạ Sư Tôn, rầm 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 rầm, ngay ngắn đến mức tận cùng. Đồng thời, một cổ vô hình sát ý bao trùm mở, bao phủ ở lòng của tất cả mọi người. Phương Tông Chủ và Kiếm Huyết trầm giờ khắc này mới hoàn toàn chắc chắn. Cái này Diệp Thí Thiên thật sự là Vạn Kiếm Tông Sư Tôn. Nếu không một cái tông môn không thể nào cầm loại chuyện này làm trò đùa. Mấu chốt cái này mẹ hắn hoàn toàn không hợp suy luận à. Chẳng lẽ cái này Diệp Thí Thiên căn bản không phải một người thanh niên, căn cốt cũng là ngụy trang. Hắn thân phận thật sự là Vạn Kiếm Tông một vị đại năng. Từ thời đại thượng cổ đến bây giờ đại năng. Hai người càng nghĩ càng có thể. Nếu không chính là Diệp Thí Thiên lực một người không cách nào đạt tới thứ hiệu quả này. Hơn nữa cái này còn có thể giải thích Diệp Thí Thiên vì sao thực lực chợt cao chợt thấp. Trên mình lại có nhiều như vậy nghịch thiên pháp bảo. Phương Tông Chủ cảm giác được sau lưng sát ý, biết rõ hôm nay ngay trước Vạn Kiếm Tông mặt bắt lại Diệp Thí Thiên là căn bản không thể nào. Hắn chỉ có thể chắp tay cười nói, Diệp tiền bối, chân thực ngại quá, bổn tông tin vào Kiếm Huyết trầm người này lời lừa dối. Lúc này mới tùy tiện ra tay. Nếu hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, vậy ta liền dẫn tông môn đệ tử rời đi. Hắn rất rõ ràng, không đi nữa liền không có cơ hội. Chúng ta đi. Phương Tông Chủ vung tay lên, vừa định xoay người rời đi, nhưng phát hiện Huyết Minh cửa cản trở 10 vị Vạn Kiếm Tông trưởng lão. 10 thanh trường kiếm sử dụng, nhắm thẳng vào bọn họ. Căn bản không dự định nhường đường. Lăng Tông Chủ, người đây là. Phương Tông Chủ nhìn về phía Lăng Vân Độ, làm bộ như kinh ngạc dáng vẻ. Lăng Vân Độ hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo phóng thích, xin lỗi, không có sư tôn lệnh, người bất kỳ đều không thể rời đi. Phương Tông Chủ ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, Lăng Vân Độ, người cái này có phải hay không có chút quá? Ta và ngươi sư tôn không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, thậm chí cũng không có nhúc nhích tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta vĩnh cửu lưu ở chỗ này? Lăng Vân Độ không để ý đến, mà là nhìn về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói, Sư Tôn, những người này xử trí như thế nào? Diệp Thần con ngươi híp lại, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người. Tầm mắt có thể đạt được, vô số người tránh lui. Sợ hãi không phải tới từ tại Diệp Thần thực lực, mà là Diệp Thần sau lưng thân phận à. Liền Lăng Vân Độ đều phải gọi Sư Tôn, loại người này làm sao có thể đắc tội? Không gấp. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, tựa như cho tất cả mọi người án treo. Sau đó, hắn hướng Kiếm Huyết trầm đi tới, mỗi một bước cũng như tử thần bước chân. Rất nhanh, hắn bước chân dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn Kiếm Huyết trầm, người một mực nhốt ta phụ thân, có phải hay không biết cái gì? Đem người biết hết thảy nói cho ta có thể cho một mình ngươi chết tử tế pháp. Kiếm Huyết trầm rất rõ ràng, trận chiến này hắn bại hoàn toàn. Nhưng hắn thành tựu Huyết Minh Minh Chủ, tự nhiên sẽ không khuất phục.
Đột nhiên, hắn vui vẻ cười to đứng lên, cười điên cuồng. Ta bỏ mặc ngươi là Diệp Thần vẫn là Diệp Thí Thiên. Ta biết trên mình ngươi bí mật, cho tới nay ta liền là muốn chắc chắn các người và Côn Lôn hư Diệp gia quan hệ giữa. Bây giờ ta vô cùng khẳng định, các người tất nhiên và Côn Lôn hư Diệp gia có liên quan. Ngươi lấy là giết ta hết thảy là có thể kết thúc. Nằm mơ, làm ngươi trong huyết mạch còn chảy xuôi Côn Lôn hư Diệp gia máu, chuyện này liền không cách nào chết yên lành. Lưới trời tuy thưa, trừ ta huyết minh, đã có người phát hiện trên mình ngươi bí mật. Thậm chí Côn Lôn hư Diệp gia vậy phát hiện. Ngươi và Diệp Thiên Chính, cả đời định trước lang bạc kỳ hồ, vĩnh viễn không biết ác mộng một ngày kia đến. Diệp Thí Thiên, nếu ngươi muốn biết, ta không ngại nói cho ngươi. Năm đó ra ngươi ra đi Côn Lôn hư, mang đi như nhau hắn không nên mang đi đồ. Vật này là Côn Lôn hư Diệp gia trấn áp tà vật, mặc dù không có người có thể tháo ra bên trong bí mật. Nhưng là người bất kỳ cũng không có tư cách mang đi. Bây giờ nhìn lại, cái này tà vật bí mật tất nhiên đã bị các người tháo ra. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ngươi sau lưng có Vạn Kiếm Tông, không sai. Ngươi thực lực thần bí khó lường, vậy không sai. Nhưng là ngươi ngăn cản ở Côn Lôn hư Diệp gia, ngươi ngăn cản ở những cái kia ẩn núp trong bóng tối thế lực. Nghe được cái này chút điên cuồng mà vừa lớn tiếng lời nói, Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng đến mức tận cùng. Hắn không xác định kiếm huyết trầm trong miệng tà vật có phải hay không luân hồi mộ địa. Nhưng là hắn chắc chắn, túi luân hồi mộ địa chịu đựng, vậy phải thì phải viên kia đá màu đen chính là xuất từ Diệp gia. Gia gia không biết là bởi vì lý do gì, mang đi Côn Lôn hư Diệp gia chí bảo. Kiếm đi thiên phong. Nếu quả thật như kiếm huyết trầm theo như lời, hắn và phụ thân có thể bị chỗ tối thế lực để mắt tới. Còn như đối phương tại sao chậm chạp không xuất hiện cũng hoặc là động thủ, tất nhiên là có lý do. Có lẽ chưa có xác định, cũng hoặc là mình biểu hiện không vào được bọn họ pháp nhãn. Cũng may mình ở Côn Lôn hư lực bộc phát lượng thời điểm đều là lấy Diệp Thí Thiên thân phận. Đám người kia không biết Diệp Thí Thiên chính là mình. Nếu không có lẽ vậy mai phục ở chỗ sâu lực lượng đã sớm ra tay. Giờ khắc này Diệp Thần tựa như cảm giác trước mặt là một bộ thiên cổ cuộc cờ. Mà hắn chính là một con cờ. Mỗi một bước thế đi, đem làm động tới hết thảy. Gia gia tại sao phải rời đi Côn Lôn hư, lại là ở Hoa Hạ bố trí? Thì tại sao nhất định phải đem luân hồi mộ địa giao cho mình? Hết thảy các thứ này, có lẽ chỉ có Diệp gia mới có đáp án. Ban đầu hắn bước lên Giang Đạo Sơn, gặp gia gia hư ảnh, gia gia cũng không có đem quá nhiều chuyện nói rõ ràng. Bất quá ra ra để lại mấy câu nói giọng rất mấu chốt. Diệp Thần, chúng ta còn sẽ gặp mặt, người ở đi Côn Lôn hư trước, nhất định phải tìm được một cái kêu là Quách Hải Vân cụ già. Cái cụ già này trên người có một kiểu đồ thuộc về ngươi, hắn là ta bạn thân, hắn cũng sẽ giúp ngươi chống cự một ít thứ. Cái đó Quách Hải Vân, Diệp Thần gặp qua, đáng tiếc còn chưa kịp hỏi, người nọ liền biến mất. Luân hồi mộ địa cùng với Diệp gia hết thảy đầu mối. Trước mắt cũng ở nơi này Quách Hải Vân trên mình. Hắn còn nhớ, ban đầu bia đá rơi xuống phàm trần, bị Diệp gia nơi được, phía trên có một đạo minh văn, thời gian, địa điểm, cùng với hắn tên chữ, Diệp Thần. Chỉ bất quá chữ viết này một mực phong ấn, lúc đó Diệp gia cũng không có phát hiện. Mà gia gia nhưng là bởi vì phá vỡ nào đó cấm chế, mới có thể phát hiện. Sau đó bày đại cuộc, Diệp gia tổ tiên ỷ vào vực ngoại vật. Tốc độ tu luyện cực nhanh, huyết mạch lại là thức tỉnh, Diệp gia một lần thành là Côn Lôn hư đệ nhất gia tộc, nhưng là vật cùng tất phản, lớn mạnh như vậy vật, đưa tới vô số cường giả rình rập. Diệp gia có vài người vì lợi ích bán đứng Diệp gia. Sụp đổ. Diệp gia cường giả liều chết chống cự, nhưng là cuối cùng vẫn là đi về phía xa sút. Diệp gia tổ tiên bị vô tình chém chết, vực ngoại vật bị Côn Lôn hư đông đảo tông môn và gia tộc liên hiệp chiếm đoạt. Đá lớn bị chia cắt, bia đá bị cướp đi, liền liền Diệp gia vậy hữu danh vô thực, bây giờ chỉ lưu lại một cái Diệp gia dòng thứ khổ khổ vùng vẫy. Bất quá bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới, vậy vực ngoại vật trọng yếu nhất chính là viên chính giữa kia đá màu đen. Cho dù Côn Lôn hư chỉ còn lại Diệp gia dòng thứ, nhưng là vậy không thể khinh thường. Mấy chục năm trước, Côn Lôn hư Diệp gia cường giả như mây, nhưng là trừ gia gia trở ra nhưng lại cũng không có người cố thủ tín ngưỡng.
cái đó thời đại thượng cổ truyền thuyết lại nữa, bọn họ đem ban đầu rơi vào Diệp ra ngoài cửa vực ngoại vật làm tà vật, mà Diệp thần tên chữ, ở bọn họ trong mắt nhưng là thiên sát cô tinh. Diệp thần hai chữ trở thành Diệp gia cấm kỵ, lại là quyết định quy củ, bất kỳ Diệp gia con em từ nay về sau không thể có thần chữ. Bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng, Diệp gia từ hưng thịnh đi về phía suy bại, tất cả đều là bởi vì danh tự này. Nếu quả thật là nói như vậy nói, mình tất nhiên không bị Diệp gia tiếp nhận. Hắn vậy không lạ gì. Còn nữa, nếu gia gia mang đi tà vật, Côn Lôn hư Diệp gia tại sao không truy cứu trách nhiệm, từ Hoa Hạ đoạt lại. Ngược lại tốt giống như ngầm cho phép hết thảy. Chẳng lẽ bọn họ ước gì tà vật rời đi Diệp gia? Thậm chí năm đó gia gia xảy ra chuyện sau đó, Côn Lôn hư Diệp gia người đến mang đi gia gia cho cốt. Rất nhiều sự việc kết hợp với nhau, thậm chí có chút mâu thuẫn. Diệp thần chau mày, duy nhất giải thích chính là bây giờ Côn Lôn hư Diệp gia có hai đạo lực lượng. Một đạo đứng ở gia gia sau lưng, một đạo nhưng là trở ngại, cũng là gia gia rời đi Côn Lôn hư Diệp gia chủ yếu nhất tồn tại. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp thần đem tầm mắt rơi vào kiếm huyết trầm trên mình, mở miệng nói, ngươi còn biết cái gì? Cùng nhau nói ra đi. Kiếm huyết trầm biết rõ mình không thể nào sống, âm u nhìn một cái Diệp thần, mở miệng nói, ta còn có một cái bí mật, nhưng là chỉ có thể ngươi một người biết, ngươi tới đây là được. Diệp thần con ngươi híp lại, có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là nhích tới gần mấy phần. Ngay tại hắn cách kiếm huyết trầm chỉ bất quá mười mấy cm thời điểm, kiếm huyết trầm vậy tràn đầy máu tươi tay trực tiếp nắm Diệp thần chân. Thằng nhóc, coi như ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm chịu tội thay. Ha ha! Dứt lời, kiếm huyết trầm thân thể tựa như hóa là nham thạch nóng chảy, nóng bỏng cảm giác tấn công tới. Hắn thân thể lại là không ngừng bành trướng lên. Tự bảo! Lăng Vân Độ sắc mặt đại biến. Kiếm huyết trầm cường giả loại này tự bảo cũng không phải là sư tôn có thể chịu đựng. Sư tôn, mau tránh ra! Hắn mới vừa muốn xông qua, nhưng là thấy Diệp thần đưa tay ra, ánh mắt lãnh đạm. Rồi sau đó ngón tay bóp quyết, một đạo ánh sáng quấn quanh ở lòng bàn tay. Hắn hơi thở mờ ảo, tựa như tiên tôn. Lăng Vân Độ ngừng lại, không có bất kỳ động tác. Hắn lựa chọn tin tưởng sư tôn, nếu đối phương có thể thành là vạn đạo kiếm tôn đệ tử, tự nhiên có thực lực. Mà giờ khắc này kiếm huyết trầm diễn cảm dữ tợn đến mức tận cùng. Ha ha, có thể đem Côn Lôn hư vô số người sợ hãi Diệp Thí Thiên kéo xuống địa ngục. Ta cũng coi là không uổng chuyến này. Cho ta bảo. Dứt lời, kiếm huyết trầm quanh thân bắn ra tia sáng chói mắt, tích tụ năng lượng bỗng nhiên phóng thích. Điều này có thể tính cuồng bạo đến thánh vương cảnh đều không cách nào chống lại. Ở hắn trong mắt, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đang ở năng lượng mau phải chiếm đoạt Diệp thần nháy mắt, Diệp thần một đạo truyền âm rơi vào kiếm huyết trầm sắp biến mất thức hải. Xin lỗi. Người tính toán có thể đánh lầm rồi. Ta có một sư phó, hắn tên là Lâm Thanh Huyền, y đạo thông thần, bước ngang qua võ đạo Lâm Thanh Huyền. Hắn thanh âm tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, ở kiếm huyết trầm thức hải nổ bể ra. Kiếm huyết trầm con người trợn to. Hoàn toàn sợ hãi. Chỉ vì là một cái tên Lâm Thanh Huyền. Thời đại thượng cổ, Lâm Thanh Huyền thần thoại, vang khắp Côn Lôn hư. Khi đó không phải võ đạo vi tôn. Mà là y đạo vi tôn. Lâm Thanh Huyền chân đạp chi địa, võ đạo cường giả rối rít lui ra trăm xích. Mấu chốt thằng nhóc này làm sao có thể đạt được Lâm Thanh Huyền chân truyền. Hắn dư quang bên trong, thấy Diệp thần bàn tay vỗ tới. Vô số ánh sáng bao trùm. Hắn vậy tự bạo khí tức hủy diệt hoàn toàn biến mất. Tựa như bị một đạo thượng cổ lực lượng trói buộc. Cái này chẳng lẽ chính là y đạo? Hắn đã sớm nên nghĩ tới à, thằng nhóc này trọng thương mình ngân châm chính là y đạo thuật pháp. Do không được kiếm huyết trầm suy tính, một cổ lực lượng vô hình chấn động ở trong cơ thể hắn. Kinh hoàng bên trong, thân thể nổ bể ra, tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Hết thảy bình tĩnh, Diệp thần quanh thân hiện lên một đạo ánh sáng màu vàng, không có một giọt máu tươi dính Diệp thần đồ dạo phố. Tất cả mọi người thấy một màn này, căn bản không nói ra lời. Đây là y đạo. Sư tôn lại vẫn nắm giữ thời đại thượng cổ y đạo. Lăng Vân Độ và Vạn Kiếm Tông đệ tử hô hấp dồn dập,
Sư tôn mạnh mẽ, liền đại biểu Vạn Kiếm Tông mạnh mẽ à? Cũng như này sư tôn, liền tương đương với Vạn Kiếm Tông nhiều một cái ô dù. Cho dù sư tôn bây giờ chỉ bất quá siêu phàm cảnh, nhưng là bọn họ tin tưởng, sư tôn sau lưng cường giả tuyệt đối sẽ làm cho sư tôn từng bước một nhảy lên chân trời. Nếu không tại sao có thể có Diệp Thí Thiên uy danh? Diệp thần làm xong hết thảy các thứ này, xoay người, nhìn về phía Phương Tông Chủ và sau lưng hơn 10 vị cường giả. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đám người này. Nếu như không có Vạn Kiếm Tông, sợ rằng mình sớm đã chết ở đám người này dưới kiếm. Hắn không phải cái hạng người hiền lành gì, Côn Lôn hư nhất không nên có chính là hiền lành. Lăng Vân Độ. Sư tôn, đệ tử ở. Lăng Vân Độ một bước bước ra, khom người nói. Diệp thần dừng lại mấy giây, rồi sau đó, mấy chữ ở trong không khí chậm rãi rơi xuống, trừ Vạn Kiếm Tông đệ tử trở ra, không chừa một mống. Dạ, sư tôn. Lăng Vân Độ đứng lên, trường kiếm sử dụng, sát cơ lạnh như băng bao trùm mở. Là máu, điên cuồng. Mà vậy Phương Tông Chủ nhưng là sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình căn bản không có động thủ, nhưng bởi vì là một tên tiểu tử nói tiếng nói quyết định vận mệnh. Không chừa một mống, khẩu khí thật là lớn. Trong tay hắn sử dụng một cái rìu lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, Diệp Thí Thiên. Người mẹ hắn là thứ gì, lại dám động ta? Hắn vừa định một rìu hướng Diệp Thần bổ tới, Lăng Vân Độ và mấy vị Vạn Kiếm Tông trưởng lão liền dẫn gió táp mưa gào, lặng lẽ rơi xuống. Kiếm dậy! Vạn trượng kiếm mang chiếm đoạt hết thảy. Những cái kia Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng là hóa làm trận trận tàn ảnh. Tựa như một con cự thú càn quét mọi người. Giờ khắc này, giữa trời đất chỉ còn lại kiếm quang và máu tươi. Phương Tông Chủ mặt giữ tợn bàng bên trong, bị một kiếm đâm thủng. Gió êm sóng lặng sau đó, một cái cổ thi thể và máu tươi, lũ lụt khắp nơi. Toàn bộ huyết minh hóa là một tòa tử thành. Chỉ vì là một người thanh niên. Diệp thần nhìn trước mắt một màn, thờ ơ, hắn nhắm mắt lại, trong cơ thể huyết long chui ra. Chiếm đoạt hết thảy giết hại và huyết khí. Đây là huyết long tốt nhất tư bổ. Diệp thần phát hiện lần này, huyết long ước chừng khổng lồ gấp mấy lần, hơi thở cũng là tràn đầy cuồng bạo. Lần kế huyết long ra đời, kéo theo thiên địa dị tượng chỉ biết kinh khủng hơn. Giết hại đạo quân đã từng nói với hắn, tại nói nó luân hồi mộ địa là hắn lá bài tẩy, không bằng nói huyết long mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Làm huyết long hóa là trăm trượng. Ngưng hòa thực chất, hắn liền trở thành trong thiên địa nắm giữ. Long ngâm một tiếng, chấn động cửu châu. Long giận gầm thét, bể sơn hà. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cách Diệp thần còn rất xa xôi. Bị mấy phần bị thương Lăng Vân Độ cùng với đông đảo Vạn Kiếm Tông cường giả đi tới Diệp thần trước mặt. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh, không chừa một mống. Lăng Vân Độ vốn đang đối với một cái trẻ tuổi như vậy sư tôn có chút khinh thường. Nhưng là làm Diệp thần thi triển ra thần y chi đạo cùng với nói ra không chừa một mống nháy mắt, hắn liền biết sư tôn nhất định sẽ không chết hiểu. Như vậy quả quyết sát phạt hạng người, một khi xuất hiện, sẽ gặp khuấy loạn toàn bộ Côn Lôn hư đại cuộc. Nói không chừng sư tôn mạnh mẽ, càng có thể để cho Vạn Kiếm Tông tiến về trước mấy chục bước, thậm chí thành là cao cấp tông môn. Côn Lôn hư cường tông quá nhiều, Vạn Kiếm Tông luôn muốn thành là trước 10 tông môn. Nhưng phát hiện vô cùng xa xôi. Giờ khắc này, hoàn toàn có hy vọng. Diệp thần gật đầu một cái, lấy ra một ít đan dược, ném cho Lăng Vân Độ. Những đan dược này các người nhận lấy, có giúp cho chậm tách ra thương thế. Lăng Vân Độ xem đến đan dược trong tay, hô hấp dồn dập tạ ơn sư tôn. Đúng rồi sư tôn, hôm nay Côn Lôn hư hai cái tông môn hoàn toàn biến mất, nếu như người có lòng cha mà nói. Rất có thể sẽ tra được sư tôn trên mình, nếu không chúng ta Vạn Kiếm Tông đối bên ngoài tuyên bố, Vạn Kiếm Tông và cái này hai cái tông môn sinh ra mâu thuẫn, lúc này mới diệt tông, như thế nào? Diệp thần lắc đầu một cái, ánh mắt phát hiện cái gì, tháo xuống một chi hoa mai, sau đó đặt ở kiếm huyết trầm và Phương Tông Chủ rơi xuống địa phương. Sau đó, liền nói các người không cần gánh nồi, nồi này liền do một cái không tồn tại người gánh đi. Lăng Vân Độ nhíu mày một cái, còn chưa kịp phản ứng, một mực không nói gì Thẩm Thạch Khê liền chợt nói, cái này hoa mai chi không phải là ban đầu Diệp Thí Thiên danh chấn Côn Lôn hư dịch bảo các thi triển sao? Sư tôn,
ngài đây là dự định phải nói cho mọi người, Huyết Minh và Chân Hải Tông, đều bị Diệp Thí Thiên diệt môn. Diệp Thí Thiên bản thân chính là Côn Lôn Hư rất nhiều tông môn ác mộng, như thế tới một cái, Côn Lôn Hư phần lớn tông môn cũng biết đắm chìm trong Diệp Thí Thiên dưới bóng tối. Không chỉ như vậy, đây càng giống như là Diệp Thí Thiên đối với trăm tông lệnh truy sát thả ra một cái tín hiệu. Ai còn dám đuổi giết Diệp Thí Thiên, Huyết Minh và Chân Hải Tông chính là kết quả duy nhất, đến lúc đó trăm tông nào dám đuổi giết Diệp Thí Thiên à? Sư tôn, cao, thật sự là cao. Lăng Vân Độ và Vạn Kiếm Tông đông đảo đệ tử lúc này mới chợt hiểu. Trong lòng lại là bội phục không đồng nhất. Cái này bàn tay đẩy, thật là hoàn đẹp đến mức tận cùng. Không có Huyết Minh chủ đạo, phỏng đoán vậy còn dư lại tông môn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm Diệp Thí Thiên. Cái này cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt à. Lăng Vân Độ lại nói, đã như vậy, sư tôn nếu không phải cùng chúng ta cùng chung hồi Vạn Kiếm Tông. Diệp Thần lắc đầu một cái, ta còn có việc phải làm, Vạn Kiếm Tông, ta tự nhiên sẽ đi, nhưng không phải bây giờ, các người trở về tông môn đi. Nếu như có chuyện tình, ta định sẽ thông báo cho các người chỉ muốn ẩn núp trong bóng tối là được rồi. Lăng Vân Độ gật đầu một cái, mới vừa muốn rời đi, Diệp Thần nhưng lại là gọi lại Lăng Vân Độ. Sau đó, chỉ điểm một chút ở Lăng Vân Độ ấn đường, ngay tức thì một cổ tin tức lưu điên cuồng tràn vào. Một giây kế tiếp, Lăng Vân Độ trong lòng mừng như điên. Đây chính là Vạn Kiếm Tông đã sớm thất truyền võ à. Sư tôn lại đem vật quý giá như vậy giao cho hắn. Sư tôn, Lăng Vân Độ kích động đến mức tận cùng. Diệp Thần buông tay ra, phân phó nói, bây giờ các người cũng coi là ta Diệp Thần ở Côn Lôn Hư đạo thứ nhất lực lượng. Cái này hai bản võ bản thân liền thích hợp các người Vạn Kiếm Tông, liền làm bổn tôn đưa cho các người lễ vật, các người mạnh, thì đại biểu bổn tôn mạnh. Lại tìm tòi một lần Huyết Minh, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tạ ơn sư tôn. Lăng Vân Độ thân thể đều run rẩy, hắn đứng lên, sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần liền dẫn Vạn Kiếm Tông đệ tử hướng Huyết Minh đại điện đi. Mà Diệp Thần thì nhìn về phía hôn mê phụ thân, không do dự nữa, đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm rút ra, ném nhập luân hồi mộ địa. Sau đó lại là đem phụ thân cõng ở sau lưng, ba, ta mang ngươi về nhà. Phụ thân bây giờ rất nguy hiểm, phải lập tức chữa trị. Thanh Huyền Đỉnh có tốt nhất thảo dược và linh khí, không thể nghi ngờ là cứu chữa phụ thân mấu chốt. Chờ Diệp Thần và Diệp Thiên Chính rời đi sau đó, Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người cũng là từ bên trong đi ra. Lăng Vân Độ không yên tâm, thậm chí dùng thuật pháp tìm tòi một lần chu vi 10 dặm chi địa. Không có sinh cơ, hẳn tất cả mọi người đều chết. Sau đó, Lăng Vân Độ liền dẫn Vạn Kiếm Tông rời đi. Huyết Minh quảng trường một phiến tĩnh mịch, chỉ còn lại biển máu cùng với vậy diêm rúa hoa mai. 3 tiếng sau, Huyết Minh đất bí mật một nơi tế đài. Trên tế đài, 11 tòa quan tài đá. Trong đó ở giữa nhất một tòa màu đỏ quan tài đá điên cuồng chấn động lên. Bành! Quan tài đá nắp quan tài đột nhiên vỡ vụn. Một cái bị máu tươi ngâm người đàn ông đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn đỏ thắm và lạnh như băng. Mang vô tận ý định giết người. Dần dần, quan tài đá ở giữa người đàn ông bò dậy, nhìn một cái chung quanh, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra. Còn dư lại quan tài đá hoàn toàn biến mất. Liền liền tế đài vậy hóa là phế tích. Người đàn ông kinh ngạc nhìn một mắt tay mình, diễn cảm giữ tợn ta lực lượng. Làm sao biến thành như vậy? Thanh Huyền Đỉnh. Diệp Thần dĩ nhiên không biết Huyết Minh có chút bỏ sót, càng không biết Huyết Minh còn cất giấu một tòa quan tài đá. Cho dù biết, hắn bây giờ vậy không rảnh chiếu cố đến, để cho phụ thân tỉnh lại mới là mấu chốt. Hắn đem phụ thân đặt ở Thanh Huyền Đỉnh một tòa hàn băng ngàn năm trên. Hàn băng có thể hữu hiệu trấn áp phụ thân trong cơ thể rối loạn hơi thở. Sau đó, Diệp Thần lấy ra một ít linh thạch, bố trí trận pháp. Không chỉ như vậy, Diệp Thần thậm chí lấy ra Bạch Triển Nguyên Thanh kia quạt xếp làm trận mắt. Cái này quạt xếp nhưng mà thượng cổ tâm trận. Ngưng tụ trận pháp, hiệu quả gấp đôi. Một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang ngay tức thì xuyên thấu hàn băng ngàn năm bao quanh phụ thân thân thể. Sau đó, Diệp Thần lấy ra mấy chục cây ngân châm. Ngân châm đột nhiên bắn ra, vững vàng rơi vào huyệt vị trên. Tốc độ quá nhanh.
Mấy chục cây ngân châm đung đưa kịch liệt, hàn băng ngàn năm ý ngay tức thì theo lỗ chân lông chui vào phụ thân thân thể. Cuối cùng, Diệp Thần một chỉ điểm ra, điểm ở phụ thân trên ấn đường. Vô tận chân khí cuồn cuộn đi. Hắn một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, lấy máu tươi làm chất dẫn, đem trên bàn thảo dược trực tiếp bắt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném đi. Không cần dược đỉnh, trực tiếp luyện chế. Đây là mới vừa rồi Lâm Thanh Huyền dạy hắn. Động tác này kéo dài dòng dã ba cái biến mất, Diệp Thần chán rỉ ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chân khí hao tổn đặc biệt là kịch liệt. Bất quá cũng may, phụ thân vậy gương mặt tái nhợt xuất hiện một tia đỏ thắm. Hữu hiệu. Hành động này càng kích phát phụ thân trong cơ thể hai cây thái cổ hư thật đan. Đan dược hòa tan tốc độ tăng nhanh, thần hồn nặng ngưng. Ở cái thứ tư biến mất, hàn băng trên Diệp Thiên Chính đột nhiên mở mắt ra, chợt ngồi dậy. Kịch liệt thở dốc, mà Diệp Thần cũng là bị đột nhiên này lên một lần hành động, đánh bay ra ngoài. Miễn cưỡng mới đứng vững thân hình. Diệp Thiên Chính nghi hoặc nhìn chung quanh, hắn loáng thoáng nhớ được từ mình hẳn tại hầm giam bên trong. Nơi đây làm sao chưa bao giờ gặp qua. Đột nhiên hắn tầm mắt co rúm một cái, tự nhiên thấy được Diệp Thần. Hắn hốc mắt trợn to, rồi sau đó dần dần ửng đỏ, thần nhi. Người đem ta cứu ra. Diệp Thần cười một tiếng, chợt gật đầu một cái, ba, người cảm giác thân thể một chút như thế nào. Diệp Thiên Chính đứng lên, mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ bất quá ở băng lên nán lại quá lâu, thân thể có chút tê liệt. Thần nhi, ta không có gì đáng ngại, đúng rồi, huyết minh canh phòng xâm nghiêm, còn có cái đó Diệp Hoành Bân, ngươi là làm sao mang ta đi ra ngoài. Diệp Thiên Chính trong mắt tràn đầy nghi ngờ, hắn biết Diệp Thần biến mất 5 năm, thực lực rất mạnh, lại là ở Hoa Hạ phá vỡ u hồn ngục giam. Nhưng là ở Côn Lôn Hư huyết minh lâu như vậy, hắn đại khái nghe được một ít quan hệ đến Côn Lôn Hư thế cục đồ. Côn Lôn Hư và Hoa Hạ có thể không giống nhau. Nơi này cường giả quá nhiều, dù là Hoa Hạ cao cấp cường giả vậy không nhất định có thể dung chuyển nơi đây một cái tông môn đệ tử. Diệp Thần đem huyết minh sự tình phát sinh đại khái nói một lần, dĩ nhiên giảm bớt rất nhiều thứ. Ở Diệp Thiên Chính nghe tới, chính là Diệp Thần một cái vạn kiếm tông bằng hữu, mang vô số cường giả tới ra tay. Diệp Thiên Chính cũng không nghĩ nhiều, sau đó, kích động nói, thần nhi, mẹ ngươi cũng ở nơi đây. Diệp Thần lắc đầu một cái, ba, mụ bây giờ ở thành phố Bắc Kinh, ta trễ giờ hồi một chuyến Hoa Hạ, đem mụ tiếp đi vào. Thanh Huyền đỉnh có lão kia tổ trấn giữ, hơn nữa thượng cổ trận pháp, hiển nhiên so Hoa Hạ an toàn rất nhiều, cũng nên đem mẫu thân và những người khác mang vào. Hắn bây giờ miễn cưỡng có năng lực tự vệ. Diệp Thiên Chính gật đầu một cái, tỉnh táo lại, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, thần nhi. Ngươi hay không còn nhớ ta ban đầu cho ngươi một hòn đá. Nhiều ngày như vậy bị kẹt, hắn thật ra thì nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ. Côn Lôn Hư huyết minh muốn bắt mình, thật ra thì cuối cùng chính là vì vậy đá màu đen. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một mắt phụ thân, mới vừa dự định lấy ra, Diệp Thiên Chính nhưng là ngăn cản. Mặc dù không biết đây là cái đồ gì, nhưng là nếu nhiều người như vậy đỏ con mắt, ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ. Cho dù là ta cũng không phải xuất gia. Năm đó gia gia ngươi trước khi chết, lại ba lần giao phó, Diệp gia có thể hủy, nhưng là hòn đá kia không thể rơi vào trong tay người khác. Hơn nữa tảng đá kia chỉ thuộc về một mình ngươi. Cửa này ưu mọi người chúng ta vận mệnh. Còn nữa, đoạn này thời gian, ta chỉnh sửa một chút gia gia ngươi ban đầu nói cho ta lời nói cùng với Côn Lôn Hư huyết minh thẩm vấn ta đồ. Ta phát hiện Côn Lôn Hư Diệp gia hẳn coi như là chúng ta chân chính gia tộc, năm đó gia gia ngươi bắt đầu từ bên trong đi ra. Cái này cũng giải thích ta và ngươi huyết mạch trong cơ thể đặc thù, mặc dù không biết tại sao ban đầu Hoa Hạ người võ đạo giới ngươi cho ta kiểm chắc đều là phàm căn, nhưng là ta mơ hồ cảm thấy, không phải chúng ta huyết mạch quá yếu, mà là huyết mạch quá mạnh mẽ, Hoa Hạ cái loại đó máy không có tư cách kiểm tra. Diệp Thần nghe được phụ thân những thứ này phân tích. Ngược lại là kinh ngạc mấy phần. Phụ thân nói mỗi một câu nói hắn đều được kiểm chứng. Không có sai. Côn Lôn Hư Diệp ra nước cực kỳ sâu. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, từ luân hồi mộ địa lấy ra hai khối ngọc bội. Một khối ngọc bội là ở sân bay trong đại chiến, từ huyết minh trịnh trưởng lão trong tay đạt được.
Này ngọc phía trên có khắc chữ Diệp, tất nhiên đến từ Côn Lôn hư Diệp gia, còn như ban đầu Trịnh trưởng lão như thế nào đạt được, đã không trọng yếu. Còn như một khối khác, chính là Diệp thần ở Ninh Ba nhà cũ nhà để xe trong tìm được, nấp trong xe Audi xuống trận pháp chi địa. Lừa gạt tất cả mọi người. Đồng dạng cũng là một khối Diệp gia ngọc bội. Không ra ngoài dự liệu, hẳn là gia gia cố ý lưu lại. Chỉ bất quá này ngọc và một khối khác Diệp gia ngọc bội có rất lớn khác biệt. Một khối phổ thông, một khối mang theo cao nhất linh khí. Đoạn Lôi Nhân tự mình nói, từ đây trong ngọc năng lượng tới xem, ban đầu cầm này ngọc người thân phận không thấp, thậm chí còn không đơn thuần là nhất tộc chi dáng dấp thân phận. Nắm trong tay ngọc bội này, liền tương đương với nắm trong tay nhất tộc. Hơn nữa Đoạn Lôi Nhân để cho Diệp thần nhất định phải cẩn thận thu, muôn ngàn lần không thể rơi vào tay người khác, nếu không vô cùng hậu hoạn. Diệp thần đoán sai, khối ngọc bội này và gia gia thân phận chân chính có liên quan. Hai khối ngọc bội vừa ra, Diệp Thiên Chính trong cơ thể máu tươi đột nhiên sôi trào, một đạo ánh sáng lại có thể từ Diệp Thiên Chính ấn đường xông ra. Chính là một mực bảo vệ Diệp Thiên Chính vậy đạo lực tính. Một giây kế tiếp, Diệp Thiên Chính đưa tay ra, vốn định chụp vào khối kia cao nhất linh khí ngọc bội, nhưng phát hiện một tầng trở ngại trực tiếp văng ra tay hắn. Giống như, này ngọc không thuộc về hắn. Diệp Thiên Chính cười một tiếng, lại đưa tay cầm một khối khác Côn Lôn hư Diệp ra ngọc bội. Nắm chặt lòng bàn tay. Một cổ cường đại tin tức lưu đột nhiên phun trào. Rồi sau đó, từng bức họa trào lên. Diệp Thiên Chính trong mắt trợn to, sắc mặt lại là tái nhợt hết sức. Diệp thần có chút bận tâm, quan tâm nói, ba, người cảm giác thế nào? Ở bên ngoài một giây, nhưng là ở Diệp Thiên Chính trong đầu tựa như cảm giác là vạn năm. Hoảng hốt bây giờ, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp thần, cực kỳ phức tạp. Hắn rốt cuộc rõ ràng phụ thân tại sao phải mang mình rời đi, cách xa phân tranh, ẩn cư ở Hoa Hạ một cái thành phố nhỏ bên trong. Vậy rõ ràng tại sao phụ thân muốn bố trí cái kế tiếp như vậy khoáng đạt cục, để cho Diệp thần đi xuống. Ba, ngươi thế nào? Ta làm sao cảm giác ngươi ánh mắt có chút không giống, Diệp thần nhíu mày một cái nói. Diệp Thiên Chính suy nghĩ một chút, hỏi Diệp thần nói, thần nhi, có thuốc lá không? Diệp thần ngẩn ra. Phụ thân nhưng mà cai thuốc kiêng liền dòng dã 10 năm, làm sao đột nhiên hút. Còn nữa, mới vừa rồi ngọc bội dị động cùng với phụ thân mi tâm biến hóa rốt cuộc là cái gì? Diệp thần hay là từ luân hồi mộ địa rút ra một túi hoàng hạc lầu, run lên, đưa cho phụ thân, đầu ngón tay một đạo hỏa diễm, đốt. Sau đó, Diệp thần vừa định đốt cho mình một cây, lại bị Diệp Thiên Chính trực tiếp đoạt đi. Tiểu hài tử rút ra cái gì thuốc lá, bóp. Diệp thần. Diệp Thiên Chính tựa vào hàn băng ngàn năm lên rất lâu, làm một điếu thuốc quất một nửa thời điểm, mở miệng nói, thần nhi, ta muốn đi một chuyến Côn Lôn hư Diệp gia. Lời nói ra kinh người, Diệp thần căn bản không phản ứng kịp. Mặc dù bây giờ thượng cổ Diệp gia lại nữa, nhưng là Côn Lôn hư Diệp gia cũng không thể xem nhẹ. Từ Diệp Hoành Bân cùng với kiếm huyết trầm trong miệng biết được, Côn Lôn hư Diệp gia nguy cơ ẩn núp. Càng không phải là giống vậy tông môn có thể chống lại. Thần bí đến mức tận cùng. Mấu chốt, ra đi Côn Lôn hư Diệp gia, rất có thể và người ở bên trong có liên quan à. Phụ thân đi Diệp gia, đây không phải là muốn chết sao? Diệp Thiên Chính nhìn một cái Diệp thần, tiếp tục nói, người biết ra người rời đi nguyên nhân chân thực sao? Diệp thần con ngươi nặng nề, lắc đầu một cái. Diệp Thiên Chính đem cho khói run lên. Lại nói, ra ngươi nhưng thật ra là bị đuổi ra ngoài. Bị Côn Lôn hư người của Diệp gia đập phá đan điền, phế bỏ hết thảy tu vi, đuổi ra Diệp gia. Lời nói bên trong, Diệp Thiên Chính ngón tay đang run rẩy. Trong đầu hình ảnh rành rành trong mắt. Nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì khối này Diệp gia ngọc bội đã từng là chủ nhân, chứng kiến vậy hết thảy. Diệp Thiên Chính không chỉ thấy được phụ thân bị cưỡng ép hủy diệt đan điền. Càng thấy mình mẫu thân bị một người đàn ông một quyền đánh trọng thương. Vậy tê tâm liệt phế hình ảnh, hoàn toàn xúc động hắn. Hai người lại là đút vào liền hai viên đan dược. Mặc dù không biết đan dược này là lai lịch gì, nhưng là từ phụ mẫu trên mặt thống khổ diễn cảm có thể thấy được, viên thuốc này và độc dược không có khác biệt. Bên tai thậm chí vang dội một câu lời nói lạnh như băng.
Diệp gia quyền thế, ngươi không có tư cách tranh thủ, ngươi bảo vệ nguyên tắc cũng là cực kỳ buồn cười. Bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi cút cách Côn Lôn hư Diệp gia, chớ xuất hiện ở ta tầm mắt. Còn nữa, vậy hai viên đan dược, chỉ có thể để cho các người sống thêm mấy chục năm sau đó, hai người các ngươi sẽ hoàn toàn chết, đời này không người nào có thể trị, cũng để cho các người hưởng thụ một chút khổ mệnh uyên ương cảm giác. Đến lúc đó ta còn sẽ phái người tới lấy các ngươi cho cốt, dầu gì ngươi vậy coi là Diệp gia thứ nhất thuận vị người thừa kế, chỉ tiếc ngươi gặp ta. Bỏ mặc thủ đoạn và thực lực ta cũng so ngươi còn có tư cách nắm trong tay Diệp gia. Bây giờ, cút đi, ngươi và ngươi hậu bối, cũng không có tư cách lại bước vào Diệp gia. Đúng rồi, có lẽ ngươi liền hậu bối cũng không thể có, cho dù có chỉ sợ cũng là một cái không thể tu luyện phế vật đi. Diệp Thiên Chính lửa giận cháy, hết thảy các thứ này người đầu têu, là một cái kêu là Diệp Phúc Đông người đàn ông. Cũng chính là bây giờ Côn Lôn hư gia chủ của Diệp gia. Ở Ninh Ba sau đó, Diệp Thiên Chính thường xuyên phát hiện mẫu thân gặp mặt cho dữ tợn, tựa như chịu đựng cái gì đau đớn. Hắn vốn cho là bệnh cũ, lại không nghĩ rằng là người đàn ông này cho hành hạ. Hắn và Giang Nữ Dung sinh hạ Diệp Thần ít một chút năm, phụ mẫu lần lượt rời đi. Quá mức trùng hợp, vốn cho là nhị lão lãng mạn, cùng nhau lao tới suối vàng, lại không nghĩ rằng là bị người hãm hại. Vậy mấy năm, lão gia tử mang Diệp Thần đi rất nhiều địa phương. Hắn và Giang Nữ Dung một mực không để ý tới rõ ràng, bây giờ hắn rốt cuộc bừng tỉnh. Phụ thân cục này, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là muốn Diệp Thần phá vỡ. Có chút đã từng mất đi đồ, hắn muốn Diệp Thần trăm lần lấy lại. Diệp Thiên Chính lại hút một điếu thuốc, đem những thứ này biết sự việc một vừa nói xong. Hắn mặc dù tức giận, nhưng là hắn càng có thể cảm nhận được Diệp Thần biển máu tức giận. Thời khắc này Diệp Thần quả đấm cầm chặt, nổi gân xanh. Huyết long lại là tại chỗ lao ra trong cơ thể, quanh quẩn ở trên bầu trời cao. Long tiếng khóc, tựa như sấm nổ tung. Thanh huyền trên đỉnh núi không mây đen đầy vải đến mức tận cùng. Diệp Thiên Chính cảm giác được tình huống không đúng, bóp tắt trong tay khói, đối với Diệp Thần nói, được rồi, chuyện này cấp không được. Thần Nhi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ cái tên đó là được. Gia gia ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy, không hy vọng vào giờ khắc này thất bại trong gang tấc. Diệp Thần trong mắt đều là tia máu, hắn gắt gao cầm ngọc bội trong tay, ngọc bội kia tựa hồ phát giác Diệp Thần tức giận, hiện lên một tia huyết quang. Đột nhiên, Diệp Thần lên tiếng, ba, nếu ngươi thấy được những hình ảnh kia, ngươi có biết Diệp Phúc Đông tu vi? Diệp Thiên Chính gật đầu một cái, mấy chục năm trước, Diệp Phúc Đông cảnh giới thật giống như ở hư vương cảnh tầng thứ 8. Giờ phút này Diệp Thần mới cảm giác được mình nhỏ bé. Hắn rất rõ ràng Côn Lôn hư hệ thống tu luyện. Ngâm thân thể cảnh, khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh, siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh. Thánh vương cảnh, phản hư cảnh, hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh các loại. Mỗi cảnh giới có 9 tầng. Hắn bây giờ ở siêu phàm cảnh, có thể nghiền ép Côn Lôn hư nhập thánh cảnh cường giả, thậm chí mượn lá bài tẩy có thể chém chết thánh vương cảnh tồn tại. Nhưng là hư vương cảnh, cách hắn quá mức xa xôi. Mặc dù có luân hồi mộ địa loại này nghịch thiên tồn tại, nhưng là luân hồi mộ địa có to lớn hạn chế. Hắn thực lực càng mạnh. Luân hồi mộ địa lực lượng cùng với đại năng thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Thần nhìn về phía Diệp Thiên Chính, nghiêm túc nói, ba, cho ta mấy tháng thời gian, đến lúc đó ta mang ngươi và mụ cùng đi Côn Lôn hư Diệp ra. Có vài người lấy là mình nắm trong tay hết thảy, vạn người kính ngưỡng, vậy ta liền để cho hắn biết, cái gì là cơn giận đốt trời. Ta bản không quan tâm Côn Lôn hư Diệp gia, nhưng là hắn nếu chắc chắn, gia gia hậu bối vĩnh sinh không thể bước vào Diệp gia, vậy ta không chỉ phải đi Diệp gia, ta còn muốn tự tay đoạt lấy vậy Diệp gia trước gia chủ. Đem người này kéo xuống thần đàn, để cho hắn cảm thụ cái gì là địa ngục đau. Giờ khắc này, Diệp Thần bộc phát ra cực kỳ ý định giết người. Huyết long từ trên bầu trời rơi xuống, xông vào Diệp Thần thân thể. Mà Diệp Thần trong tay khối ngọc bội kia nhưng là lóe lên một đạo quỷ dị ánh sáng. Ánh sáng biến mất. Trên ngọc bội xăm một cái thông thiên huyết long, tán loạn thiên hạ.
mà ngọc bội phía sau nhưng là xuất hiện hai cái phủ văn cổ xưa, tên là Diệp Thần. Bất chi bất giác bên trong, này ngọc lại có thể nhận chủ. Diệp Thiên Chính sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, gật đầu một cái, được. Ngay tại tức giận ngưng trọng lúc đó, một hồi gõ cửa tiếng truyền tới. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp tiên sinh, ngài có thể ở bên trong, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Ngay vừa mới rồi, ta lấy huyết tế trận pháp, nhận ra được y thần môn trưởng môn tung tích. Diệp Thần nghe được câu này, tức giận hoàn toàn tiêu tán, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, cửa trực tiếp mở ra. Vào đi. Sư phó tung tích đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ thấy cửa lớn rốt cuộc mở ra, vội vàng đi vào, khi nhìn thấy Diệp Thiên Chính, kinh ngạc mấy phần. Điện thoại di động bưng. Diễn cảm rất là cổ quái. Hắn mới vừa xuất quan, tự nhiên không biết Diệp Thần đi huyết minh, càng không biết huyết minh sự tình phát sinh. Nếu như biết tất nhiên hơn nữa kinh ngạc. Diệp tiên sinh, vị này là... Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, hắn là ta phụ thân, sau này liền tạm thời ở tại Thanh Huyền Đỉnh, hắn an toàn do ngươi phụ trách, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ ngẩn ra, hắn rõ ràng nhớ Diệp Thần phụ thân không phải ở huyết minh sao? Làm sao đột nhiên đi ra? Chẳng lẽ huyết minh đồng ý thả người? Hắn vừa định và Diệp Thiên Chính lên tiếng chào hỏi, Diệp Thần liền nói tránh sự. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, đem một quả trận bàn lấy ra. Sau đó ngón tay bóp quyết, trận bàn trên ngay tức thì lóe lên một đạo điểm sáng. Điểm sáng yếu ớt. Diệp tiên sinh, cái này điểm sáng chính là đại biểu ngài sư phụ, lấy trận bàn làm trung tâm, tâm trận chính là chúng ta Thanh Huyền Đỉnh, căn cứ phương vị suy đoán, hắn hẳn ở Ngọc Thương Sơn mạch khu vực, còn như vị trí cụ thể không phải rất rõ ràng. Ta sư phụ đi Ngọc Thương Sơn làm gì? Còn có chỗ này có cái gì đặc thù? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ do dự mấy giây, vẫn là đạo Ngọc Thương Sơn khu vực có chút đặc thù, nó lại kêu sát lục chi địa, nơi đó thuộc về Côn Lôn Hư khu không ai quản lý khu vực. Côn Lôn Hư một ít tông môn liên hiệp thế lực muốn trông coi chỗ đó vậy rất khó. Dần dần, nơi đó trở thành một ít thân phận đặc thù người thiên đường. Một ít bị đuổi giết cũng hoặc là bị tông môn truy nã người cũng đi nơi nào. Sau đó kéo theo sản nghiệp, đến bây giờ, thật là sầm uất. Một khi tiến vào bên trong, liền tương đương với cướp liền trên người hết thảy vinh dự, sau lưng tông môn cũng không cách nào giúp ngươi, duy nhất có thể dựa vào chính là mình. Nơi đó so Côn Lôn Hư phần lớn địa phương còn tàn khốc hơn, căn cứ điều tra, mỗi ngày đều phải chết trên trăm người. Nơi đây... Mạng người là không đáng giá tiền nhất, dĩ nhiên, nơi đó cơ duyên xa so Côn Lôn Hư phần lớn địa phương mạnh hơn. Diệp Thần chân mày co rút nhanh, sư phó tính cách hắn rõ ràng, đối với loại này giết hại hơi thở rất là chán ghét. Hắn trên mình càng là có một loại trong trẻo lạnh lùng và không câu chấp khí chất, đối với loại địa phương này căn bản không cách nào dung hợp. Lại làm sao sẽ đi? Thanh Huyền Đỉnh lão tổ nhìn một cái Diệp Thần, tiếp tục nói Diệp tiên sinh. Có chuyện ta còn chưa nói, cái này Ngọc Thương Sơn vẫn là tiến vào đạo tông đất phải đi qua. Ta chân thực không cách nào chắc chắn sư phụ ngươi phải đi tìm đạo tông đâu, hay là đi cái này sát lục chi địa tìm cơ duyên. Bất quá Diệp tiên sinh vậy không cần lo lắng, điểm sáng đang lấp lánh, liền chứng minh ngài sư phụ thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ vấn đề, ta chỉ ít có thể bảo đảm, 10 ngày bên trong sẽ không xảy ra chuyện. Vậy 10 ngày sau đâu? Diệp Thần nói. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ thở dài một hơi, vốn định giấu giếm, nhưng vẫn là đạo huyết quang tai ương. Đây cũng là ta như vậy cấp bách đến tìm ngài một trong những nguyên nhân. Diệp Thần không có quá lớn chập chờn, ngược lại hết sức tính táo. Biết, Diệp tiên sinh, ta bây giờ đã phá vỡ Thanh Huyền Đỉnh trói buộc, nếu không, qua mấy ngày ta đi một chuyến chỗ đó, thử tìm một chút ngài sư phụ. Diệp Thần khoát khoát tay không cần. Ngươi ở chỗ này bảo vệ ta phụ thân là được, còn dư lại sự việc giao cho ta. Ta chuẩn bị đi một chuyến Hoa Hạ, sau khi trở về, đi ngay Ngọc Thương Sơn. Nếu sư phụ thời gian ngắn không gặp nguy hiểm, vậy trước tiên đem mẫu thân nhận lấy. Mẫu thân không ngày không đêm tu luyện không phải là vì ngày này sao? Chờ sau khi trở về, lại đi Ngọc Thương Sơn không muộn. Mà ngay lúc này,
thứ nhất kinh thiên tin tức lan ra, chấn động toàn bộ Côn Lôn Hư. Côn Lôn Hư không có Hoa Hạ Trăng Block, lại có Côn Lôn Hư Linh Báo. Tương tự truyền tin báo một loại. Linh báo chí bước lên trước Côn Lôn Hư phát sinh tất cả việc lớn. Thậm chí dùng thuật pháp có thể tra xem bên trong hình ảnh. Côn Lôn Hư mỗi một tông môn và thế lực cũng sẽ ở thời gian đầu tiên nhận được Côn Lôn Hư Linh báo. Nội dung bên trong cực kỳ phong phú, nhỏ như bí cảnh mở cũng hoặc là mỗ tông môn lấy được thiên tài đệ tử, lớn đến tông môn cửu hận và chiến đấu. Mà ngày nay Côn Lôn Hư Linh báo lại bị thứ nhất tin tức đổ sát bản cùng một ngày, cùng Côn Lôn Hư hai đại tông môn gặp thảm diệt môn. Huyết Minh Minh chủ Kiếm Huyết Trầm và mấy trăm vị trưởng lão đệ tử toàn bộ tàn sát. Huyết Minh cơ hồ hóa là phế tích. Chân Hải Tông tông chủ và hơn 10 vị đệ tử toàn quân chết hết. Không người còn sống. Mà đang ở xảy ra chuyện một tiếng trước, Kiếm Huyết Trầm khởi động trăm tông lệnh truy sát, nói cho trăm tông phát hiện Diệp Thí Thiên tung tích. Thỉnh cầu tiếp viện. Chờ còn lại tông môn cảm thấy Huyết Minh nhưng là gặp được cả đời khó quên hình ảnh. Một phiến biển máu và thành thiên thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Cái này là như thế nào tàn sát và tàn nhẫn? Côn Lôn Hư trăm năm chưa từng gặp qua. Mà đây biển máu bên trong vậy Hoa Mai Chi nhưng là vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết Hoa Mai Chi đại biểu cái gì. Ác ma kia Diệp Thí Thiên. Côn Lôn Hư, các ngươi ác mộng trở về. Một cổ vô hình kiềm chế cảm giác tựa như bao phủ ở Côn Lôn Hư bầu trời. Trừ gia tộc cao cấp và tông môn, còn dư lại tất cả mọi người liền nụ cười cũng không dám có. Đây là Diệp Thí Thiên mang cho bọn hắn sợ hãi. Ngắn ngủi 10 ngày, Lê Gia, Cao Gia, Chân Hải Tông, Huyết Minh toàn bộ xảy ra chuyện. Ai biết cái kế tiếp sẽ là ai? Tin tức phát ra sau đó, trăm tông lệnh truy sát Thanh Dương Tông tuyên bố thối lui ra. Lâm Vân Tông tuyên bố thối lui ra. Rồi sau đó, còn dư lại hơn 90 cái tông môn toàn bộ tuyên bố thân minh, không bao giờ đuổi giết Diệp Thí Thiên. Thậm chí có tông môn nguyện ý lấy giá trên trời mời chào Diệp Thí Thiên. Một thạch kích thích thiên tầng lãng. Càng là chuyện quỷ dị, Côn Lôn Hư cây mai bỗng nhiên giảm thiếu. Tất cả đại tông môn để cho trưởng lão và đệ tử chém đứt chu vi 10 dặm tất cả cây mai. Cây mai thậm chí thành là vật không may. Ai có thể nhớ đến một người vậy mà sẽ để cho thông thường cây mai thành là vật hiếm thấy. Côn Lôn Hư Kỷ Gia. Kỷ Tư Thanh nhìn trên tay linh báo, đôi mi thanh tú một nhăn mày. Chân Hải Tông và Huyết Minh lại có thể đều không địch một người. Cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc lai lịch ra sao? Tại sao 20 năm không có tin tức gì, chỉ một cái này một tháng, ngang trời xuất thế? Cũng hoặc là nói, cái này Diệp Thí Thiên vì ngày hôm nay ẩn nhẫn ròng rã 20 năm. Hắn rốt cuộc là một hạng người gì? Nàng thở dài một hơi, nhìn một cái cách đó không xa cửa phòng, không biết đang suy nghĩ gì, Thanh Huyền Đỉnh Lâm Như Hải đi vào đã mau một ngày, nhưng là vẫn không có kết quả. Cũng không biết phụ thân lần này có thể hay không tỉnh lại. Ngay tại lúc này, Kỳ Lâm thấy được trên linh báo nội dung, Hiếu Kỳ nói tỉ tỉ, ngươi nếu như đối mặt cái này Diệp Thí Thiên, có mấy thành chắc chắn. Ngươi nhưng mà Côn Lôn Hư trên lịch sử cái thứ 7 ở 20 tuổi bước vào phản hư cảnh tuyệt thế thiên tài nha. Kỳ Tư Thanh lắc đầu một cái không thể so sánh, muốn gặp qua mới biết, ngoại giới lời đồn đãi quá nhiều, có người nói cái này Diệp Thí Thiên là thánh vương cảnh, nhưng là lại có người nói cái này Diệp Thí Thiên ở phản hư cảnh, thậm chí có người nói hắn là hư vương cảnh. Cái này Diệp Thí Thiên quá mức quỷ dị, cũng không biết dáng dấp ra sao. Từ hắn hành vi tới xem, giết hại lòng tham nặng, sợ là mặt đầy tròm dâu mãng phu hạng người. Kỷ Lâm nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói dù là mặt đầy dâu vậy so với kia Diệp Thần tiểu bạch kiểm tốt, cái này Diệp Thần rất chán ghét, mặc dù thực lực tăng không ít, nhưng là da mặt nhưng là dày nhiều hơn. Hắn lần trước còn nói mình chính là vậy Diệp Thí Thiên, nếu như không phải là ta anh Minh Thần Vũ, vạch trần hắn, phỏng đoán tên này liền giả danh lừa bịp đi. Kỷ Tư Thanh nghe được Diệp Thần tên chữ, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nàng tự nhiên không tin Diệp Thần là Diệp Thí Thiên. Hai người chênh lệch quá xa. Một cái thiên một cái địa, tựa như cái hào rộng. Đúng rồi, người ban đầu đi Hoa Hạ đem ngọc lệnh cho Diệp Thần liền đi, một năm một lần sự kiện kia lại muốn bắt đầu, quần hùng tranh bá, dựa theo bây giờ Diệp Thần thực lực, hẳn sẽ không giống như ban đầu như vậy chật vật đi.
Ngọc lệnh. Kỷ Lâm lúc này mới nhớ tới cái gì, gật đầu nói, tỷ tỷ, vậy ngọc lệnh ta là giao cho Diệp thần, chính là không biết thằng nhóc này có thể hay không đi. Hắn bây giờ thực lực quả thật coi như không tệ, nhưng là hắn lớn nhất cứng rắn tổn thương chính là thời gian tu luyện quá ngắn, còn có huyết mạch hắn vậy, phàm căn phỏng đoán ở Côn Lôn hư vậy không tìm được mấy cái đi, hắn duy nhất phần thắng chắc là trận pháp thế đi. Đoạn này thời gian, Diệp thần thực lực mặc dù lật đổ Kỷ Lâm nhận biết, nhưng là ở sự kiện kia lên, nàng còn chưa coi trọng. Đó là võ đạo cuộc chiến, quần hùng tranh giành. Vô số cơ duyên, cũng là kiểm nghiệm Côn Lôn hư thiên tài võ đạo cao nhất đường tắt. Năm đó tỷ tỷ Kỷ Tư Thanh chính là do này vang khắp toàn bộ Côn Lôn hư. Hơn nữa 4 năm trước, hai người bọn họ cũng là bởi vì này lần đầu tiên thấy Diệp thần. Thời điểm đó Diệp thần, là hắn bước vào Côn Lôn hư năm thứ nhất. Lão đảo, y thần môn trưởng môn biết rõ Diệp thần giết hại tâm và báo thù ý quá nặng, vô số lần khuyên, nhưng vẫn là không cách nào xóa đi Diệp thần tức giận trong lòng. Hắn lại không cách nào dạy Diệp thần võ đạo đồ, chỉ có thể mang Diệp thần tự mình đến cửa mời trăm cái tông môn nhận lấy. Hy vọng có người có thể truyền thụ Diệp thần võ đạo. Đáng tiếc, phàm căn cái này hai chữ ở Côn Lôn hư quá chói mắt. Nhức mắt đến không có một cái tông môn nguyện ý thu cái kế tiếp sau này sẽ không có cái gì thành tựu phế vật. Mà đương thời Diệp thần chính là tên phế vật kia. Tu vi không cao, càng không có tiềm lực. Tựa như biểu thị hắn tiếp theo cuộc sống không rõ ràng. Diệp thần không tin tà, vội vàng muốn chứng minh mình. Mà một năm một lần các tông môn thiên tài cuộc chiến, chính là nhất cơ hội tốt. Mấu chốt, một khi tiến vào hạng trước 50 người, thì có tư cách đạt được một phần thiên đại cơ duyên cùng với cao cấp tông môn nâng đỡ. Vượt gần trước, cơ duyên lại càng lớn. Phần lớn đạt được cơ hội người, không là cơ duyên vật, mà là vì cái đó cao cấp tông môn nâng đỡ. Y thần môn trưởng môn bởi vì tự mình xuất thủ cứu một vị sắp gặp tử vong tông môn trưởng lão, bất ngờ lấy được một quả ngọc lệnh. Dù sao lấy xa suốt y thần môn lúc đó sức ảnh hưởng, không thể nào có số người. Hắn do dự hồi lâu, vẫn là đem ngọc lệnh cho Diệp thần, hy vọng Diệp thần có thể xem Côn Lôn hư cường giả chân chính. Thiên phú không đạt tới đám người kia, tầm mắt dù sao phải thích hợp. Lại không nghĩ rằng, Diệp thần khăng khăng làm theo ý mình, không chỉ muốn vây xem cái này cuộc chiến đỉnh cấp, lại là ghi danh tham gia thi đấu. Cười nhạo, chửi rủa. Thiên phú sở chỉ. Kết quả rất rõ ràng, hắn kết nối với đài cơ hội cũng không có. Liền bị mấy người đánh hạ đài. Thậm chí có người chuẩn bị ra tay phế bỏ Diệp thần một cái tay, cũng may Kỷ Tư Thanh xuất hiện. Một năm kia, Kỷ Tư Thanh là chàng này quần hùng tranh giành người thứ nhất. Danh chấn Côn Lôn hư. Như vậy một vị thiên chi kiều nữ, vạn người kính ngưỡng, lại là vô số thanh niên cường giả nữ thần trong mộng. Chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Nhưng chính là như vậy một cái nữ thần cấp bậc tồn tại. Nhưng công khai muốn đảm bảo Diệp thần, không người dám ngăn cản. Người vi phạm, giết. Vạn chúng xôn xao. Nếu như ánh mắt có thể hóa là đao, thời điểm đó Diệp thần phỏng đoán đã sớm thiên sang bách khổng. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Diệp thần cái tên này nghi ngờ càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí có như vậy một đoạn thời gian, nhiệt độ và bây giờ Diệp thí thiên xê xích không nhiều. Chỉ bất quá một cái là lấy phế vật nổi danh. Một cái là lấy tư thái cường giả làm tên. Thiên địa chênh lệch. Thời khắc này Kỷ Lâm từ trong hoảng hốt tỉnh hồn lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Kỷ Tư Thanh nói, đúng rồi, tỷ tỷ, người còn sẽ tham gia sao? Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Kỷ Lâm, lắc đầu một cái, chuyện này rồi hãy nói, Côn Lôn hư như vẫn là không có cao cấp cường giả nguyện ý đứng ra, ta tham gia lại có ý nghĩa gì? Còn nữa, tổ ủy hội bên kia hỏi qua ta ý kiến. Nếu như ta không tham gia, vậy ta có thể phải đảm nhiệm giám khảo. Cũng tốt, ta nếu như giám khảo, những tên kia phỏng đoán cũng không biết đối với Diệp thần làm khó dễ. Nghĩ tới đây mà, Kỷ Tư Thanh môi đỏ mọng nhấp phung. Bất quá, ta luôn có loại dự cảm, chuyện này không đơn giản, Lâm Nhi, người nói thế nào Diệp Thí Thiên sẽ không tham gia. Kỷ Lâm mới vừa muốn nói cái gì, kẽo kẹt, một tiếng, phụ thân cửa phòng mở ra. Thanh Huyền đỉnh Lâm Như Hải đi ra. Thời khắc này Lâm Như Hải sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thời gian lâu như vậy hao phí hắn cực mạnh công lực.
thanh gió lay qua. Kỷ Tư Thanh đã xuất hiện ở Lâm Như Hải trước mặt, Lâm tiền bối, cực khổ, không biết ta phụ thân bây giờ như thế nào. Lâm Như Hải thở ra một hơi, diễn cảm có chút ngưng trọng, Kỷ tiểu thư, ta đã tận lực, người phụ thân có thể tỉnh, nhưng là bây giờ còn có một cái lớn nhất vấn đề, hắn thần hồn bị thương nặng, rất là phiền toái. Dù là hắn tỉnh lại, Chí Khôn có thể cũng chỉ có 3 tuổi mà thôi, hơn nữa rất khó khôi phục. Kỷ Tư Thanh ngẩn ra, quả đấm cầm chặt, lại nói, Lâm tiền bối, nếu như ta không đoán sai, ngài hẳn còn có biện pháp đi. Lâm Như Hải gật đầu một cái, thần hồn bị thương, thế gian chỉ có một loại đan dược có thể cứu vãn. Thái cổ hư thật đan. Kỷ Tư Thanh đột nhiên lên tiếng. Lâm Như Hải gật đầu một cái, chính là viên thuốc này, chỉ bất quá viên thuốc này tồn tại ở thượng cổ, bây giờ muốn có được lại là biết bao khó khăn, bất quá Kỷ tiểu thư cũng không cần lo âu. Thái cổ hư thật đan mặc dù là cao nhất tồn tại, nhưng là đối với lệnh tôn, ta còn có một chút chậm chạp phương pháp chữa trị. Kỷ Tư Thanh không có nói tiếp, đâu đâu vòng vo một chút, nàng phát hiện vẫn là không tránh khỏi vậy Diệp Thí Thiên. Toàn bộ Côn Lôn hư, duy nhất một lần có thái cổ hư thật đan tin tức, chính là bởi vì viên thuốc này bị Diệp Thí Thiên vỗ đi. Mặc dù vỗ đi đan dược là một viên thuốc hư, nhưng là Diệp Thí Thiên nếu vỗ đi, nhất định là có lý do của hắn. Kỷ Tư Thanh khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, Lâm tiền bối cực khổ, ta đã để cho người làm chuẩn bị xong dạ tiệc. Lâm Như Hải lắc đầu một cái, Kỷ tiểu thư, ta Thanh Huyền đỉnh còn có một chút sự việc, muốn mau đi trở về. Thuận tiện ta có thể giúp một tay hỏi một chút lão tổ, có hay không thái cổ hư thật đan đan phương. Vậy làm phiền Lâm tiền bối. Chờ Lâm Như Hải rời đi sau đó, Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm vội vàng tiến vào gian nhà. Phụ thân khí sắc hiển nhiên tốt lắm không thiếu. Nếu quả thật muốn tỉnh lại quả thật có thể. Nhưng là bây giờ thần hồn xảy ra vấn đề, tỉnh lại cũng là hành hạ. Tỷ tỷ, tiếp theo nên làm cái gì? Kỷ Lâm ngước đầu lo lắng nói. Kỷ Tư Thanh tay Thanh Tú thả ở sau lưng, nhẹ nhàng ngăn lại, hơi thở tản ra, mặt đất hóa là hàn băng. Nàng vậy trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở cả nhà vang lên, bắt đầu từ hôm nay. Kỷ gia không tiếc bất cứ giá nào đi tìm Diệp Thí Thiên. Bất kỳ Diệp Thí Thiên xuất hiện qua địa phương, đều phải bay lên lần, ta cũng không tin, cái này Diệp Thí Thiên một cái người lớn sống có thể đột nhiên biến mất. Còn nữa, Kỷ Lâm ngươi lập tức đi một chuyến Hoa Hạ núi Côn Lôn xem, Diệp Thí Thiên lần đầu tiên xuất hiện ở nơi đó, tất nhiên có duyên phận do. Tỷ tỷ, Kỷ Lâm gật đầu một cái, đột nhiên, trong óc nàng thoáng qua một đạo thân ảnh, tỷ tỷ. Hoa Hạ chỗ này Diệp Thần quen thuộc, nếu không ta đi Thanh Huyền đỉnh tìm Diệp Thần cùng đi. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, không cần, nói không chừng thời khắc này Diệp Thần đang bế quan chuẩn bị sự kiện kia, chúng ta liền không nên quấy rầy hắn. Lần này hắn cứu ngươi, chính là khổ luyện kết quả, nếu để cho hắn tiêu phí thời gian đi tìm một cái hoàn toàn người không biết, chỉ biết là không công. Được rồi, Kỷ Lâm không biết làm sao đáp ứng, trong lòng có chút thất lạc. Mặc dù Diệp Thần thực lực ở Côn Lôn hư không tính là rất mạnh, nhưng nếu có thể theo hắn cùng đi, nhiều người là hơn phần hy vọng, trên đường còn có một có thể nói người nói chuyện. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, núi Côn Lôn. Diệp Thần từ Côn Lôn hư trong đi ra, cảm thụ ngoại giới linh khí đột nhiên thiếu thốn, ngược lại có chút không thích ứng. Hắn từ luân hồi mộ địa cầm lấy điện thoại ra, mới vừa mở máy, chính là nhận được vô số tin nhắn ngắn và WeChat. Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Chu Nhã, Ngụy Dĩnh, Bách Lý Băng thậm chí còn tập đoàn Thiên Chính Thẩm Hải Hoa cũng phát tới rất nhiều tin nhắn ngắn. Hắn liếc mấy cái, cũng không có trả lời. Mẫu thân và người khác hẳn ở kinh thành Diệp gia, vừa vặn hôm nay cho các nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vị kia nói qua phải bảo vệ Diệp gia, hắn tự nhiên rất tin không nghi ngờ. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần chính là hướng núi Côn Lôn phi trường quốc tế đi. Bởi vì chung quanh không một bóng người, càng không có phương tiện thay đi bộ, chỉ có thể đi bộ, cũng may Diệp Thần thực lực bước vào siêu phàm cảnh, cho dù đi bộ, tốc độ cũng là cực nhanh. Ngay tại Diệp Thần khoảng cách sân bay còn có 3.000 mét thời điểm, một chi leo núi đội ngũ nhưng là tiến vào Diệp Thần tầm mắt. Đội ngũ tổng cộng 6 người. Hai cô gái 4 nam, đều rất trẻ tuổi. Chỉ bất quá trên mặt có chút đi đường mệt nhọc, thậm chí có thể nói là chật vật. Nơi đây độ cao so với mặt biển quá cao,
người bình thường đi lên quả thật phải hao phí khí lực. Một cái trong đó thiếu nữ cả người leo núi phục, trong mắt như nước, bắp đùi thon dài liền leo núi khố cũng không cách nào che giấu, một đầu đại ba lãng tóc bị thật cao ghim lên, mồ hôi hột ở trên mặt đầy vải, ánh nắng đỏ rực từng cơn, đừng nói là trong mấy người này, dù là đặt ở Hoa Hạ cũng coi là hàng đầu người đẹp. Đưa tới Diệp Thần chú ý chính là người phụ nữ này. Không phải bởi vì đối phương dung mạo, mà là bởi vì Diệp Thần biết. Đỗ Vân Yên, Kinh Thành sư phạm sinh viên đại học. Diệp Thần lần đầu tiên ngồi máy bay từ tỉnh Chiết Giang đến Kinh Thành, chính là đụng phải Đỗ Vân Yên cùng với nàng mẫu thân. Một lần bất ngờ, hắn may mắn cứu Đỗ Vân Yên mẫu thân. Hai người thậm chí mời hắn đi đại học sư phạm vùng lân cận biệt thự ở một đêm, chỉ bất quá bị Đỗ Vân Yên phụ thân đuổi đi. Sau đó ở sư phạm lúc học đại học, Diệp Thần gặp qua mấy lần. Về sau nữa, liền chưa có nghe nói qua tin tức của nàng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới từ Côn Lôn Hư đi ra, cái đầu tiên nhìn thấy người quen lại là Đỗ Vân Yên. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút vậy coi là bình thường, Đỗ Vân Yên thích kích thích, ưa chuộng du lịch, trừ đi học chính là ở bên ngoài dạo chơi, xuất hiện ở nơi này cũng không coi là kỳ quái. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tự nhiên sẽ không là Đỗ Vân Yên dừng lại, bước nhanh hướng phi trường phương hướng đi. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước, chính là bị sáu người kia phát hiện. Trong đó hai cái thân hình cao lớn người đàn ông lại là đi tới, chặn lại Diệp Thần đường đi. Trên người hai người túi leo núi rất lớn, bên trong đựng xếp lều vải, hiển nhiên là chuẩn bị tìm địa phương hạ trại. Này, hỏi ngươi chuyện này, ngươi là từ phía trên mới vừa xuống sao? Khoảng cách đỉnh núi đại khái còn muốn đi bao lâu? Câu hỏi người đàn ông giọng ngược lại có chút kiêu ngạo, rất hiển nhiên thân phận không bình thường. Mấu chốt thái độ đó căn bản không giống như là hỏi đường, ngược lại là chất vấn người khác vậy. Diệp Thần không để ý đến, và hai người sát vai mà qua. Vậy lãnh ngạo thái độ, để cho hai người hoảng hốt mấy giây. Cái này mẹ hắn người nào à, để hỏi cho đường cũng cho lão tử làm ra vẻ. Vậy hỏi đường nam trên mặt người có chút không nén giận được, tức giận nói. Hắn nhưng mà biết sau lưng hai cái cô gái nhìn. Ngày hôm nay thật vất vả lừa hai cái Kinh Thành đại học sư phạm người đẹp đi ra leo núi xem mặt trời mọc. Mấu chốt một cái trong đó vẫn là người cực đẹp. Đến lúc đỉnh núi, hạ trại tuyệt đối là nhất cơ hội tốt. Dĩ nhiên hai cô gái để phòng lòng tham mạnh, dọc theo đường đi, thậm chí liền đụng chạm cơ hội cũng không cho. Cái này làm cho hai người có chút căm tức. Được rồi, vậy nhãi con phỏng đoán chạy đi đầu thai đi, đi lên nữa phỏng đoán cũng sắp đến rồi. Đến buổi tối, ngươi hiểu được. Khác một người đàn ông vỗ một cái nói chuyện nam tử bả vai, cười đễu nói. Ở nơi này là, một đạo thanh thúy thêm kích động thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, Diệp tiên sinh. Rất hiển nhiên, Đỗ Vân Yên chú ý tới chuẩn bị rời đi Diệp Thần. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là vậy trên người khí thế quá giống. Mấu chốt rời đi người nọ, ăn mặc cùng với kiểu tóc cơ hồ và Diệp Thần giống nhau như đúc. Ban đầu Diệp Thần sau khi biến mất, nàng còn đi hỏi hiệu trưởng câu trả lời là Diệp Thần điều đi, có thể đi nước ngoài. Lúc này mới vẫn không có động tĩnh. Nhưng là Đỗ Vân Yên nhưng là biết Diệp Thần một thân phận khác, thiếu tướng. Phỏng đoán đại học sư phạm vậy đoạn thời gian sự tình phát sinh, liền cùng Diệp Thần có chút quan hệ. Diệp Thần dừng chân một cái, vẫn là ngừng lại. Đỗ Vân Yên con người vui mừng, biết đối phương chính là Diệp Thần, vội vàng tiểu chạy tới, Diệp tiên sinh, thật là đúng dịp, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Diệp Thần nhìn một cái Đỗ Vân Yên, vừa liếc nhìn sau lưng mấy người, đừng tiến vào nữa, liền tới nơi này xong hết rồi. Đây là Diệp Thần nhắc nhở. Dẫu sao lại đi sâu vào, rất có thể đụng phải một ít người tu luyện. Mặc dù người tu luyện không quá sẽ đối với người bình thường động thủ, nhưng là không đại biểu không có thập ác không tha người xấu. Đỗ Vân Yên ngẩn ra, nhìn một cái đỉnh núi, nghiêm túc gật đầu một cái, vậy Diệp tiên sinh bây giờ là chuẩn bị xuống núi. Ta đi sân bay. Đỗ Vân Yên trên mặt ngay tức thì lộ ra vui mừng, vội vàng trở lại mới vừa rồi vị trí. Đem một cái màu hồng túi leo núi đeo ở sau lưng, Diệp tiên sinh, đã như vậy, cộng thêm ta một cái, lại đi lên, ta thân thể vậy chịu không nổi, vừa vặn và Diệp tiên sinh cùng nhau. Nói xong,
Đỗ Vân Yên lại hướng một cái khác nữ sinh ngoắc ngoắc tay, Trần Hà, người mau tới đây, vị này chính là chúng ta sư phạm dạy đại học nha, chúng ta bỏ tới nơi này cũng không xê xích gì nhiều, nếu không cùng nhau đi xuống. Cái đó gọi Trần Hà nữ sinh nghi ngờ mấy phần, vừa liếc nhìn bên người mấy người, gật đầu một cái. Thật ra thì nàng sớm hối hận lên núi. Mặt trời lặn mặt trời mọc cố nhiên đẹp, núi Côn Lôn lại là cao nhất thưởng thức chi địa, nhưng là bên người hai cái người đàn ông để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Được. Nói xong, Trần Hà cũng là đi tới Diệp Thần bên người, gật đầu nói, giáo sư Diệp tốt. Mặc dù Diệp Thần trẻ tuổi, nhưng là quanh thân nhưng là tản mát ra thành thục khí chất, ở Trần Hà trong mắt kêu giáo sư không việc gì không ổn. Vậy hai cái người đàn ông gặp Đỗ Vân Yên và Trần Hà phải đi, trên mặt tràn đầy một tia vẻ giận. Vốn cho là một cái bình thường người đi đường, lại trực tiếp đoạt bọn họ người. Tới tay con vịt bay, cái này làm cho bọn họ có thể thoải mái. Vân Yên, người như vậy không thể được, đi lại mấy bước liền đến đỉnh núi, ta cũng nghe nói, chỗ đó mặt trời lặn mặt trời mọc vô cùng đẹp, còn kém mấy bước này vứt bỏ, người chưa thấy được đáng tiếc sao. Đi lên ngây ngô một hồi trở về nữa cũng không muộn. Một người đàn ông nghiêm túc nói. Giờ khắc này, Đỗ Vân Yên ngược lại là do dự mấy phần. Diệp Thần không muốn ở chỗ này nhiều kéo, nói thẳng, phía trên không việc gì phong cảnh, nói không chừng chỉ có thi thể. Lời này vừa nói ra, nguyên bản dao động hai nữ hoa dung thất sắc. Đã như vậy, Diệp tiên sinh, đi thôi, không đi nữa, đã quá muộn. Đỗ Vân Yên thúc giục. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần thân phận, không sẽ ở loại chuyện như vậy làm trò đùa, phía trên tất nhiên xảy ra chuyện. Lời này vừa nói ra, nguyên bản dao động hai nữ hoa dung thất sắc. Đã như vậy, Diệp tiên sinh, đi thôi, không đi nữa, đã quá muộn. Đỗ Vân Yên thúc giục. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần thân phận, không sẽ ở loại chuyện như vậy làm trò đùa, phía trên tất nhiên xảy ra chuyện. Được. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, thân thể nhẹ nhàng, vừa mới chuẩn bị tiếp tục rời đi. Một cái bóng đen chính là cướp tới. Tiểu súc sinh, người mẹ hắn có ý gì, còn thi thể, thì mẹ ngươi. Lời nói vừa dứt, Diệp Thần trong mắt lóe ra một đạo sát cơ lạnh như băng. Hắn căn bản khinh thường đối với cái này hai người ra tay, chỉ muốn đi đường, làm sao cái này hai người nhưng là nhất định phải đi hỏng súng đụng. Thật là tự tìm cái chết. Bóng đen bỗng nhiên dừng lại. Diệp Thần ngay cả động tay cũng không có, bước chân đạp một cái, một cổ vô hình đợt khí tựa như hóa là một đạo đao gió, trực tiếp hướng động thủ người đàn ông đi. Đối phương thân thể tựa như hóa đá. Con người lại là vô cùng kinh hoàng. Cực kỳ quỷ dị. Đi thôi. Diệp Thần cũng không dự định lãng phí nữa thời gian, bước nhanh hướng dưới núi đi. Đỗ Vân Yên và Trần Hà tò mò nhìn một cái trước mặt bất động người đàn ông. Mặc dù hồ nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh đi theo lên. Ngay tại ba người rời đi sau đó, khác một người đàn ông vội vàng vọt tới Phong Thiếu, người đây là. Lời còn chưa nói hết, một cái đầu lâu trực tiếp rơi trên mặt đất. Vậy tràn đầy máu tươi thân thể trực tiếp té ở người đàn ông trong ngực. Sau đó một đạo kinh hoàng tiếng vang khắp toàn bộ núi Côn Lôn. K2578 chuyến bay. Đỗ Vân Yên và Trần Hà coi như là cảm nhận được một người đàn ông lạnh như băng. Hai người vô tình hay hữu ý ở Diệp Thần trước mặt tìm đề tài câu chuyện, nhưng là Diệp Thần trả lời cũng không vượt qua năm chữ. Cực kỳ lạnh như băng. Bất đắc dĩ, hai người cũng không có tiếp tục đang cùng Diệp Thần trò chuyện. Vân Yên, người không phải nói hắn là trường học giáo sư sao, làm sao cảm giác có chút chứng tự bế à, ngay cả lời đều không nói. Còn không bằng và hai tên kia đi xem mặt trời mọc, Trần Hà oán hận nói. Đỗ Vân Yên vừa nghe liền vội vàng che Trần Hà miệng, nhẹ giọng nói lời như vậy có thể không nên nói lung tung, Diệp tiên sinh thân phận đặc thù. Thôi, không cho ngươi giải thích, coi như và ngươi giải thích ngươi cũng không hiểu. Trần Hà hồ nghi nhìn một cái Diệp Thần, vậy không nói thêm gì nữa, trong miệng nhưng là lẩm bẩm thân phận đặc thù. Tuổi còn trẻ, có thể có cái gì đặc thù? Phỏng đoán cũng chỉ xanh tốt, có chút tiền dơ bẩn. Nửa giờ sau đó, thủ đô phi trường quốc tế. Máy bay chậm rãi hạ xuống. Diệp Thần nhìn đến gần mặt đất trong lòng ba động mấy phần, cũng không biết mẫu thân biết phụ thân đi ra ngoài tin tức sẽ biết bao vui vẻ.
hơn 5 năm, người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Đơn giản chính là hưng phấn. Làm máy bay hạ xuống thành công, hắn trực tiếp đứng lên, cũng không để ý sau lưng Đỗ Vân Yên và Trần Hà bước nhanh rời đi. Thậm chí liền nói đừng cũng không có. Diệp Thần thái độ, để cho Trần Hà có chút khó chịu, nàng cầm lên hành lý, liền và Đỗ Vân Yên hướng bên ngoài đi. Vân Yên, ta từ nhỏ rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên thấy như thế không người đàn ông thân sĩ, tên này lấy là hắn là ai à? Ta thậm chí ta cảm giác cửa là mặt nóng dán mông lạnh. Đỗ Vân Yên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Người vậy đừng tức giận, đi thôi, phỏng đoán Diệp tiên sinh có chuyện tạm thời, lúc này mới như vậy. Nếu hắn không cùng chúng ta tạm biệt, vậy chúng ta liền và hắn tạm biệt đi. Trần Hà nghe được câu này, trên mặt hơn nữa cổ quái, thậm chí đưa tay ra sờ một cái Đỗ Vân Yên chán. Vân Yên ngươi rốt cuộc là thế nào? Ta làm sao cảm giác ngươi khắp nơi kiêng kỵ tên này? Coi như tên này có tiền có thế, ngươi vậy không cần phải như vậy à, thúc thúc ở kinh thành cũng coi là thân phận tôn quý đi, còn có. Trần Hà lời còn chưa nói hết, thanh âm nhưng hơi ngừng. Bởi vì nàng phát hiện cách đó không xa thậm chí có hơn 10 vị người mặc tác chiến dùng người đàn ông. Thiết cốt leng keng, dáng người thẳng. Trên người khí thế cực kỳ hoảng sợ. Thậm chí liền liếc mắt nhìn, tim cũng cảm giác có chút khó chịu. Hoa Hạ tại sao có thể có loại người này? Mấu chốt vào lúc này xuất hiện ở sân bay. Đám người này thật giống như đang đợi cái gì vậy? Không chỉ như vậy. Điều này người tầm mắt lại bắn về phía đều là cùng một phương hướng. Chính là Diệp Thần. Thậm chí, nàng đột nhiên phát hiện thủ đô phi trường người thiếu đến mức tận cùng, giống như bị thanh trừ sạch sẽ vậy. Những cái kia cùng ban máy bay người, thật giống như cũng bị một đám nhân viên làm việc mang tới khác lối đi. Vốn là vậy có mấy cái nhân viên làm việc chuẩn bị đến tìm các nàng, nhưng là làm gặp các nàng một mực đi theo Diệp Thần, liền cũng không đến thông báo. Một màn này chân thực quá mức quỷ dị. Đột nhiên, vậy ăn mặc tác chiến dùng mấy chục người đứng nghiêm một cái, đồng loạt chào long hồn, gặp qua Hoa Hạ chiến thần. Thanh thế ngút trời, thiếu chút nữa đem Trần Hà màng nhĩ đánh vỡ. Chiến thần! Cái này kia và kia à! Trần Hà vậy gò má trắng nõn lại có loại gặp quỷ xung động. Mà giờ khắc này Đỗ Vân Yên nhưng là con ngươi trợn to, theo bản năng che cái miệng nhỏ nhắn. Nàng biết Diệp Thần thân phận, vốn cho là chỉ là cái đó thân phận đặc thù, lúc này mới cố ý đến gần. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần lại chính là vậy một tháng qua, không ngừng ở tất cả vòng lớn truyền lưu bất bại chiến thần. Mặc dù nàng nắm giữ tin tức không nhiều, nhưng là một màn trước mắt đủ để chứng minh hết thảy. Mà giờ khắc này Diệp Thần, ngược lại là không nghĩ tới cái đầu tiên tới đón của mình là Long Hồn. Thật ra thì vậy không kỳ quái. Thời điểm lên máy bay, mình lấy ra thân phận. Bản muốn khiêm tốn, dĩ nhiên là không gạt được Long Hồn hệ thống. Cầm đầu chính là Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình. Diệp Thần đi tới, nhàn nhạt nói đừng cho ta tới đây vừa ra, ngày hôm nay không thi hành nhiệm vụ. Để cho người rút lui đi. Lôi Thụ Vĩ ho nhẹ một tiếng Diệp tiên sinh, người hồi Hoa Hạ cũng không cho ta một cú điện thoại, vị kia nhưng mà dặn dò, bỏ mặc cạo gió trời mưa. Núi Côn Lôn cũng có một chiếc đặc thù máy bay bảy trận mà đợi. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói nhảm Diệp ra gần đây hẳn không có vấn đề chứ. Lôi Thụ Vĩ vỗ ngực một cái, nghiêm túc nói Diệp tiên sinh, mặc dù vị kia ban đầu phong tỏa hết thảy tin tức, nhưng là người thành tựu bất bại chiến thần trận chiến ấy, vẫn bị người đoán được mấy phần, bây giờ toàn bộ Hoa Hạ nào dám động Diệp ra à? Huống chi ai dám động Diệp ra, ta Lôi Thụ Vĩ cái đầu tiên đứng ra. Chỉ bất quá. Nghe được câu này, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, nói chỉ bất quá cái gì. Lôi Thụ Vĩ nhìn một cái Diệp Thần, tiếp tục nói Diệp tiên sinh, chỉ bất quá cái này một tháng, Diệp ra bầu trời dị tượng liền liền, cũng không biết là vị kia đang đột phá, vùng lân cận một dãy cư dân ảnh hưởng rất lớn, mặc dù trên net rút lui hết một ít tìm kiếm, hot tận lực đem chuyện ảnh hưởng áp chế đến thấp nhất, nhưng vẫn là đưa tới không thiếu khủng hoảng. Bởi vì là gia tộc của ngài, chúng ta vậy không dám nói gì. Diệp Thần dĩ nhiên biết là tại sao. Nếu như hắn không đoán sai, có thể tạo thành dị tượng như thế hẳn là mẫu thân. Từ phụ thân xảy ra chuyện sau đó,
mẫu thân một mực quan trong phòng tu luyện đột phá, chịu đựng hết thảy. Thậm chí liền mình rời đi Hoa Hạ, vậy chưa ra tiễn biệt. Bây giờ cũng nên để cho mẫu thân ngừng chậm tu luyện. Chẳng qua là không biết mẫu thân cảnh giới bây giờ bước vào đến cái gì bước. Lôi Thụ Vĩ, đưa ta đi Diệp gia. Trễ giờ còn có canh ba tương đương. Kinh thành Diệp gia. Làm xe dừng lại thời điểm, Diệp thần chính là cảm giác được một cổ vô hình ý định giết người hướng bên này bắn tới. Chỉ bất quá rất nhanh tiêu tán. Diệp thần biết cái này tất nhiên là ám niệm người. Hắn đi Côn Lôn hư sau đó, liền giao phó Diệp Lăng Thiên, bất kể là ai, nếu như dám mạnh xông Diệp ra, giết chết không bị tội. Mẫu thân cùng với Hạ Nhược Tuyết đám người an nguy, phải không điều kiện bảo vệ. Xuống xe, vậy trấn thủ ở cửa Diệp ra mấy vị ám niệm cường giả khi thấy Diệp thần, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Bất bại truyền thuyết chiến thần nhưng mà để cho mỗi một cái ám điện người nhiệt huyết sôi trào. Điện chủ chính là bọn họ tín ngưỡng chỗ. Mặc dù bọn họ chỉ bất quá ở Diệp gia giữ cửa, đối với Diệp gia mà nói, thân phận hèn mọn, nhưng là hôm nay Diệp gia nhưng là xưa không bằng nay à. Những cái kia võ đạo tông sư, cũng hoặc là Hoa Hạ cao cấp cường giả thấy bọn họ cũng phải cung kính mấy phần. Đây cũng là điện chủ uy lực còn lại. Mấy người rối rít quỳ xuống, bái kiến điện chủ. Diệp thần gật đầu một cái, đứng lên đi, đoạn này thời gian cực khổ. Điện chủ, không khổ cực. Diệp thần đem mấy viên thuốc đưa cho mấy người, nghiêm túc nói các người mấy người cách đột phá chỉ có một bước xa, đan dược này có thể giúp các người tốc độ nhanh nhất đột phá, trị giá hoàn lớp này đồi, các người đi liền chuẩn bị đột phá công việc đi. Cảm ơn điện chủ. Mấy người nhìn đan dược trong tay cuồng nhiệt đến mức tận cùng. Điện chủ cho đồ tất nhiên giá trị văn hoa à. Ngay tại lúc này, Diệp ra chỗ sâu, một cổ đậm đà đột phá hơi thở tấn công tới. Đồng thời, bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi kiếp nhốn nháo. Có người đột phá. Diệp thần không do dự nữa, chợt vọt vào. Hắn có thể cảm giác được cái này đột phá hơi thở cực kỳ không ổn định. Dưới tình huống này, là có người cưỡng ép đột phá. Hơi lơ là, tất nhiên bỏ ra giá cực lớn. Rất nhanh, Diệp thần chính là đi tới một tòa phòng tu luyện trước. Lần này, phòng tu luyện lại sinh ra từng đạo vết nứt, bên trong hơi thở cuồng bạo, tựa như từng chuôi lợi kiếm vọt ra. Người bình thường căn bản không có thể đến gần. Nhìn trước mặt phòng tu luyện, Diệp thần đã chắc chắn đột phá người là mẫu thân Giang Nữ Dung. Mấu chốt, cảnh giới này lại là muốn đột phá thần du cảnh. Hoa Hạ linh khí mỏng manh. Mẫu thân vừa không có luân hồi mộ địa loại này nghịch thiên tồn tại, làm sao có thể tốc độ như thế? Chỉ bất quá, nhưng thấy trên bầu trời mây sấm, Diệp thần sắc mặt thay đổi. Mẫu thân cái này đột phá cực kỳ nguy hiểm. Tựa như đi dây thép, không cẩn thận, thần hồn câu diệt. Mà giờ khắc này, trong phòng tu luyện, Giang Nữ Dung ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mơ hồ có vết máu. Mấy tháng qua này, nàng một mực yên lặng đang tu luyện đột phá bên trong. Nàng vốn là chán ghét đồ, nhưng trở thành nàng bây giờ phải theo đuổi đồ. Ngày đó Diệp Thiên chính bị Lâm Tuyệt Long mang đi, thậm chí còn Diệp Thần bị thương, để cho Giang Nữ Dung thấy rõ rất nhiều thứ. Cái thế giới này quy tắc, đã là như vậy tàn khốc. Nếu như không có thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên người rời đi. Mặc dù Diệp Thần thực lực thông thiên, nhưng là Giang Nữ Dung không hy vọng mình nhi tử bị thương nữa. Chí ít, chờ nàng thực lực đầy đủ thời điểm, sẽ không lại cho nhi tử thêm phiền toái. Thậm chí có thể đem Diệp Thiên Chính từ chỗ đó cứu ra. Mẫu thân là ích kỷ, nhưng lại là vô tư. Thần nhi, chờ mụ đột phá đến thần du cảnh, đi liền Côn Lôn hư tìm ngươi. Giang Nữ Dung khẽ cắn răng, bước ra một giọt máu tươi, mưu toan giải khai thân thể trói buộc. Nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện cái này trói buộc như một bức tường vậy, căn bản không phá nổi. Đồng thời, trên bầu trời, bỗng nhiên sấm sét rơi xuống. Lôi kiếp vốn không nên lúc này xuất hiện, nhưng là Giang Nữ Dung như vậy cử chỉ điên cuồng, hiển nhiên để cho lôi kiếp nói trước. Phốc, Giang Nữ Dung cũng không nhịn được nữa thân thể hơi thở rối loạn, tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Mà vào thời khắc này, cuồn cuộn lôi kiếp cắn nuốt. Toàn bộ phòng tu luyện đều không cách nào chịu đựng cái này lôi kiếp.
Bốn phương tám hướng tại chỗ vỡ vụn. Giờ khắc này, Giang Nữ Dung mới ý thức tới chuyện nghiêm túc tính, vừa định ngăn trở, nhưng phát hiện ở nơi này lôi kiếp trên, nàng lại nhúc nhích không được. Giống như bị trói buộc vậy. Tại sao có thể như vậy? Nàng nhìn về phía lôi kiếp càng ngày càng gần, thậm chí vậy lôi kiếp tựa như hóa là một cái mặt quỷ, âm u cười. Nàng liều mạng tránh thoát trói buộc, không có dùng. Nàng lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Đúng như tu luyện không có sức. Nàng bản không muốn tu luyện, nhưng là nàng thật muốn là cái nhà này làm tiếp một ít. Ngay tại lôi kiếp phải chiếm đoạt nàng thân thể nháy mắt, phòng tu luyện thép cửa, trực tiếp bị một quyền đánh vỡ. Sau đó một cái bóng đen vọt vào. Trực tiếp ngăn ở Giang Nữ Dung trước mặt. Chính là lôi kiếp, còn dám tổn thương ta mẫu thân, cho ta vỡ nát. Một tiếng giống giận, Diệp Thần khí tức trên người ầm ầm bùng nổ. Trong cơ thể huyết long lại là trực tiếp xông đi ra, đụng vào lôi kiếp trên. Bành! Lôi kiếp vô hình, huyết long càng không hình. Hai cổ lực lượng va chạm, không có một tia gợn sóng. Lại có để cho người cảm giác được cả vùng đều đang đung đưa. Vậy lôi kiếp hóa thành mặt quỷ thật giống như thấy cái gì khủng bố sự vật, bản muốn chạy trốn, huyết long làm sao biết cho hắn cơ hội. Đồ sộ hé miệng, tại chỗ chiếm đoạt. Cuồng bạo sấm sét muốn lao ra huyết long thân thể, nhưng là căn bản không có tư cách. Hết thảy bình tĩnh. Giang Nữ Dung có chút hoảng hốt, khi thấy trước mặt Diệp Thần, trong mắt của nàng kích động đến mức tận cùng. Mặc dù một mực bế quan, nàng vậy đi ra một lần. Lúc ấy hắn thời gian đầu tiên muốn tìm Diệp Thần, lại không nghĩ rằng được báo cho biết Diệp Thần đã tiến vào Côn Lôn hư. Nàng lúc này mới vội vàng muốn đột phá. Vốn cho là mình rất bất quá lần này lôi kiếp, lại không nghĩ rằng Diệp Thần trở về. Thật trở về. Thần nhi, thật sự là ngươi sao? Giang Nữ Dung kích động nói. Diệp Thần gật đầu một cái, lấy ra một viên đan dược để cho mẫu thân ăn vào, đồng thời một chỉ điểm ra, chân khí hội tụ ở mẫu thân thân thể. Vậy rối loạn hơi thở, hoàn toàn bị trấn áp. Cũng may mình chạy tới kịp thời, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mụ, người đây là cần gì chứ, đột phá chú trọng cơ duyên và nước chảy thành sông, ngươi như vậy cưỡng ép đột phá là nhất bị thương, huống chi, Côn Lôn hư vậy không đơn thuần xem tu vi, càng coi trọng thực lực. Giang Nữ Dung nghe được Diệp Thần trách cứ lời nói, không biết như thế nào phản bác, thần nhi, ta chỉ bất quá muốn giúp ngươi một ít, còn nữa, ba người bây giờ có thể ở thủy sinh nóng như lửa bên trong, ta biết ta thực lực đối với Côn Lôn hư không coi vào đâu. Nhưng là chỉ ít điều này có thể để cho ngươi thiếu lo lắng mấy phần. Diệp Thần nghe được câu này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền nói, mụ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi một năm có thể không muốn tu luyện. Nhưng mà, Giang Nữ Dung lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền tiếp tục nói, còn nữa, mụ. Ta phải nói cho một mình ngươi thiên đại tin tức tốt, một ngày trước, ta đã đem ba tử Côn Lôn hư huyết minh trong cứu ra. Không chỉ như vậy. Huyết minh tất cả mọi người đều bị ta toàn bộ chém chết. Lần này ta trở về chính là định đem ngươi nhận được Côn Lôn hư trong đi, chúng ta người một nhà cũng nên đoàn tụ. Nghe được câu này, Giang Nữ Dung hoảng hốt nửa ngày. Thần nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói thiên chính đã được ngươi cứu ra. Giang Nữ Dung thanh âm có chút run rẩy. Nàng biết Diệp Thần không thể nào ở trong chuyện này lừa gạt nàng. Nhưng là vẫn là có loại để cho nàng hoảng như trong mộng cảm giác. Mụ, ta nói qua, bất kể là ai, bất kỳ ngăn trở chúng ta một nhà tồn tại, ta cũng biết đem nghiền ép tới địa ngục. Nhưng mà ngươi thực lực làm sao có thể? Giang Nữ Dung đứng lên, kiểm tra một chút Diệp Thần, có phát hiện không bất kỳ thương thế, mới thở dài một hơi. Sau đó, hai mẹ con trò chuyện hồi lâu, Diệp Thần cũng đem Côn Lôn hư một ít chuyện tình nói ra. Dĩ nhiên một ít nội dung bị hắn ẩn núp. Bây giờ mẫu thân đối với chuyện này cũng có chút khó đón nhận, nói sau ra những cái kia chuyện kinh thế hãi tục tình, mẫu thân thời gian ngắn càng không cách nào chịu đựng. Giang Nữ Dung tâm tình vô cùng kích động, vậy thần nhi, chúng ta khi nào đi Côn Lôn hư? Ngày hôm nay vẫn là ngày mai. Diệp Thần suy tư mấy giây, liền nói, ngày mai. Được, người mới vừa trở về. Mụ ngày hôm nay tự mình xuống bếp đi cho ngươi làm một ít. Giang Nữ Dung vừa mới chuẩn bị rời đi, là Diệp Thần chủ hoạch một ít.
Cố nhiên Diệp gia mời dậy tốt nhất đầu bếp, nhưng là mẫu thân làm món ăn mùi vị là bất kỳ thần bếp cũng không cách nào chạm đến. Nàng đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi thần nhi, Tôn Di và Nhược Tuyết đoạn này thời gian một mực đang xử lý tập đoàn Thiên Chính quốc tế hóa, vẫn chưa về, còn như cái đó gọi Chu Nhã nha đầu, trở về tỉnh Chiết Giang liền không có động tĩnh. Còn có một việc, mấy ngày trước, thật giống như đại học sư phạm cái đó lão sư tới Diệp gia đi tìm ngươi, lúc đó diễn cảm không đúng lắm, không biết tại sao, nhìn như giống như biến thành một người khác vậy. Cả người lạnh như băng, ta còn chưa lên tiếng, nàng liền trực tiếp rời đi. Nghe được câu này, Diệp thần trong lòng lộp bộp một chút. Lúc ấy, hắn rời đi Hoa Hạ đi Côn Lôn hư, làm xong hết thảy chuẩn bị công tác và thông báo, duy chỉ có quên Ngụy Dĩnh. Cái này sát huyết hàn thể cô gái. Hắn đi Côn Lôn hư thời gian dài như vậy, Ngụy Dĩnh trên cổ phách huyền thạch hiển nhiên chấn không đè ép được sát huyết hàn thể à. Đây chính là Côn Lôn hư một trong thập đại ách thể à, một khi hoàn toàn bùng nổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngụ, người có thể chú ý tới lúc đó Ngụy Dĩnh, trên cổ có hay không mang dây chuyền. Giang nữ dung cau mày nhớ lại mấy giây, lắc đầu một cái. Lúc ấy ta nhớ nàng ăn mặc một cái váy, trên cổ rất sạch sẽ, không có gì cả. Ngươi như thế nói ngược lại là nhắc nhở ta, lúc ấy cái này nha đầu thật giống như trong miệng lầm bầm lầu bầu nói gì dây chuyền, bất quá thái độ rất cổ quái, lúc tốt lúc xấu xa. Diệp thần đã hoàn toàn xác định. Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể phát tác. Cực kỳ nguy hiểm. Không do dự nữa, Diệp thần vội vàng hướng bên ngoài đi, mụ, ta đi ra ngoài một chút. Tận lực trở về cơm nước xong. Giang nữ dung nhìn Diệp thần viễn đi bóng người, thở dài một tiếng, chẳng lẽ thần nhi đối với cái này nha đầu vậy cảm thấy hứng thú. Diệp thần trực tiếp tìm được ngoài cửa Lôi Thụ Vĩ. Diệp tiên sinh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra. Lôi Thụ Vĩ lời mới vừa nói ra mở, Diệp thần liền ngắt lời nói, giúp ta tra một người, người này kêu Ngụy Dĩnh, kinh thành đại học sư phạm giáo viên tiếng Anh, tốc độ nhanh nhất. Vận dụng hết thảy quyền hạn. Lôi Thụ Vĩ ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp tiên sinh kích động như vậy, không do dự nữa, từ trong xe cầm ra một máy tính bảng. Truyền vào thế chấp chỉ tay và mống mắt nghiệm chứng. Thiên nhãn hệ thống trực tiếp mở ra. Ngụy Dĩnh tin tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí còn cái đó thời gian điểm tiến vào nơi đó đều là vô cùng rõ ràng. Nhưng mà hệ thống nhưng chỉ có thể theo dõi đến 3 ngày trước hình ảnh. Diệp tiên sinh, có chút kỳ quái, 3 ngày trước tất cả hình ảnh, thiên nhãn cũng có thể tra, nhưng là 3 ngày sau, cái này kêu Ngụy Dĩnh cô gái giống như nhân gian bốc hơi vậy. Vị kia nhưng mà đơn độc cho Diệp tiên sinh một cái quyền hạn, có thể tra xem Hoa Hạ hết thảy tin tức, mà bây giờ thiên nhãn không cách nào tìm kiếm Ngụy Dĩnh sau hành tung, vậy toàn bộ Hoa Hạ cũng không khả năng có người nắm giữ. Diệp thần biết khoa học kỹ thuật lực lượng là không thể vận dụng, hắn không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp lên chỗ điều khiển. Xe ta trước lái đi, từ nơi này đến kinh thành đại học sư phạm đèn tín hiệu giao cho ngươi phụ trách. Diệp tiên sinh. Cần ga chợt đạp, xe tựa như một đầu mãnh thú xông ra ngoài. Mau đến mức tận cùng. Một đường đèn xanh, ngắn ngủi 15 phút, Diệp thần chính là chạy tới kinh thành đại học sư phạm phòng học nhà trọ. Hắn không để ý tới chờ thang máy, chân khí tác dụng với hai chân, từng bước bay lên không. Mượn cửa sổ dọc theo đi thẳng tới lầu 10 Ngụy Dĩnh nhà trọ trước. Một quyền oanh phá thủy tinh, đi thẳng tới bên trong. Mới vừa bước vào trong đó, Diệp thần chính là cảm giác được mặt đất đều là hàn băng. Không chỉ như vậy, bên trong dùng mình cực kỳ khủng bố. Tựa như tiến vào ngàn năm hầm băng. Thậm chí chung quanh còn có thuật pháp chập chờn. Có người dùng thuật pháp phong ấn cái này hàn băng chi địa. Không bị ngoại giới phát hiện. Càng không biết hòa tan. Chẳng lẽ là Ngụy Dĩnh? Liên thuật pháp cũng thức tỉnh. Sát huyết hàn thể toàn diện cắn nuốt Ngụy Dĩnh. Đáng chết. Diệp thần tâm huyền căng thẳng cao độ, hắn nhìn một cái, thời gian đầu tiên chính là phát hiện trên ghế salon thiếp thân vật. Màu hồng quần lót. Rất là nhạy cảm. Nhưng là Diệp thần không lo được nhiều như vậy, càng thiếp thân vật, hiệu quả càng tốt. Là duy nhất cơ hội. Diệp thần ngón tay bóp quyết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hàng bản lưu mạt, mà sống vạn vật. Thanh người chọc chi nguyên, động người yên tĩnh chi cơ. Khám phá sức sống,
ngàn dặm tìm người. Theo Diệp Thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh, vậy trước mặt phù văn và màu hồng thiếp thân vật lại trôi lơ lửng. Một giây kế tiếp, trực tiếp cháy. Ngọn lửa là màu xanh, thậm chí hình thành một đạo cổ quái hình dáng. Chính là bây giờ. Diệp Thần cắn bể ngón tay, chợt bắn ra một đạo máu tươi. Làm máu tươi đánh tới trên ngọn lửa, ánh lửa đại tác. Hắn đầu óc bên trong xuất hiện một đạo hình ảnh. Một cô gái đang ngồi xếp bằng, nàng ấn đường có một đạo băng điểm. Hơi thở phun trào, cực kỳ cường thế. Hoàn cảnh chung quanh so nhà trọ còn có lạnh. Phảng phất là một tòa thật to băng thành. Vô tận khí lạnh đều bị Ngụy Dĩnh chiếm đoạt. Mà Ngụy Dĩnh sắc mặt khi thì lạnh như băng, khi thì vùng vẫy. Đột nhiên, Ngụy Dĩnh lên tiếng. Người ý chí quá yếu, chỉ có bị ta nắm trong tay, người mới có cơ hội. Chờ ta tu thành thượng cổ băng sát quyết, thế gian muốn động người ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không muốn vùng vẫy, để cho ta chiếm đoạt thần hồn của ngươi. Còn nữa, trong đầu suy nghĩ gì người đàn ông thúi, vậy người đàn ông thúi không thể cho ngươi cái gì, chỉ có thống khổ. Chỉ cần ngươi mạnh mẽ, ngươi liền có thể thống ngự thiên hạ, uy sắp bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Đến lúc đó người đàn ông, chỉ biết là ngươi phụ thuộc phẩm mà thôi. Ngươi như phản kháng nữa, ta chỉ có thể cưỡng ép chiếm đoạt ngươi ý chí. Nói đến chỗ này, Ngụy Dĩnh đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Đó là một đôi dạng gì tròng mắt? Hết sức giá rét, làm cho lòng người sợ hãi. Trực kích thần hồn, thậm chí Diệp Thần cảm thấy Ngụy Dĩnh trong cơ thể sát huyết hàn thể lại phát hiện mình. Cái ánh mắt này là cho cảnh cáo của hắn. Liền ta cũng dám rình rập, bỏ mặc ngươi ai, nhanh lên rút lui hết thuật pháp, nếu không, ta sẽ tìm được ngươi, để cho ngươi thành là băng thân thể hiến tế. Dứt lời, một cổ ngút trời sát ý hướng trước bốn phương tám hướng cuộn sạch. Cả nhà ngay tức thì truyền tới một tia kinh khủng chấn động. Diệp Thần mở mắt ra, huyết khí nhất thời dâng trào. Thật là mạnh, sát huyết hàn thể cơ hồ hoàn toàn chủ đạo Ngụy Dĩnh, tiếp tục như vậy nữa, Ngụy Dĩnh ý chí sẽ gặp lại nữa. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cầm chặt quả đấm, lần nữa bấm lôi thủ vĩ điện thoại, lôi thủ vĩ. Gần đây trăm dặm chi địa, có thể có cái gì tượng đá mở ra, cũng hoặc là băng thành loại, chỗ đó nhiệt độ muốn cực kỳ thấp, một phút bên trong, cho ta câu trả lời. Không cần một phút, 20 giây, lôi thụ vĩ liền trở về điện thoại, Diệp tiên sinh, kinh thành câu trang khu vực, ngược lại là có người thành lập một tòa lòng đất băng thành, đó là trên trăm đài cao cấp chống lạnh dụng cụ chung nhau tác dụng sinh ra, nhiệt độ cực thấp, còn nữa, chỗ này mấy ngày trước xảy ra án mạng. Phía chính phủ đã phong tỏa, phỏng đoán liền nguồn điện đều có thể đoạn. Diệp Thần cơ hồ chắc chắn sát huyết hàn thể chính là ở chỗ này. Cúp điện thoại, Diệp Thần ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Sát huyết hàn thể, ta đây là muốn xem từng để cho Côn Lôn hư vô số người sợ hãi tồn tại rốt cuộc có thực lực gì. Câu trang, dưới đất băng thành. Làm Diệp Thần chạy đến thời điểm có thể cảm giác được rõ rệt một cổ lực lượng chập chờn từ bên trong không ngừng tràn ra. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra, vô số pho tượng đá đứng ở trước người. Trông rất sống động, che đậy tầm mắt. Diệp Thần không phải để thưởng thức cái gì tượng đá, liền bước nhanh hướng bên trong đi, bởi vì khí lạnh quá kinh khủng, hắn chỉ có thể vận chuyển liền cửu thiên huyền dương quyết, miễn cưỡng để cho thân thể vững chắc mấy phần. Càng đi sâu vào trong đó, hắn vượt cảm giác cái này băng thành khí lạnh uyển như đao vậy không ngừng đâm vào. Cực kỳ khó chịu. Lại đi đến trung ương chi địa, đột nhiên từng cơn gió lạnh múa, một cổ sát ý lạnh như băng tựa như bao phủ Diệp Thần. Sát huyết hàn thể xuất hiện. Vèo, một tiếng, một đạo tiếng xé gió vang khắp. Tầm mắt có thể đạt được, Diệp Thần chính là nhìn thấy một chuôi mấy chục tờ băng kiếm cuốn tới. Tốc độ quá nhanh. Thậm chí để cho người cảm giác có thể biến dạng không khí. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp sử dụng. Chỉ một cái này băng kiếm lực lượng đã đạt tới Thánh Vương cảnh trên, hắn không có tư cách xem thường. Bành! Trảm Long Vấn Thiên Kiếm ngay tức thì và to lớn kia băng kiếm va chạm. Từng đạo thực chất vậy kiếm khí hướng bốn phương tám hướng lan truyền, rồi sau đó hóa là đầy trời mưa kiếm, lại tựa như hóa thành từng cơn hoa tuyết. Khoảnh khắc bây giờ, như mưa to gió dữ hướng xuống đất nện xuống.
Từng trận tiếng va chạm giòn giã một khắc sau nổ tung. Đầy trời kiếm khí, kiếm quang lóe lên, gió lạnh cuộn sạch, cỏ cây đứt từng khúc. Giờ khắc này, Diệp Thần làm trọng lòng mấy chục mét chi địa, tượng đá toàn bộ bị hủy. Mặt đất cũng là như mạng nhện vậy tản ra, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Là một cô gái. Thiếu nữ một đầu tự nhiên mái tóc dài đơn giản buộc thành đuôi ngựa, cực kỳ giàu kinh nghiệm. Ăn mặc một kiện thật đơn giản thẻ hắn sắc áo khoác, nửa mình dưới là một cái quần jean. Cố nhiên đơn giản, vậy chút nào không che giấu được vậy lồi lõm thích thú vóc người. Trong mắt lạnh tới xương tủy, nếu như cùng trên tuyết sơn một hoàng thanh tuyền. Khí chất đó thật là so với cái này băng thành còn muốn giá rét. Ngụy Dĩnh, cũng hoặc giả nói là sát huyết hàn thể. Ngươi không nên tới. Ta đáp ứng ban đầu cô gái này qua, không giết ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ tới, ta cảm giác được uy hiếp, nhất định phải giết ngươi. Nếu như ta không đoán sai, mới vừa rồi dùng thuật pháp rình coi ta, chính là ngươi đi. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, giọng không có một tia nhiệt độ. Diệp Thần một bước bước ra, ý định giết người phóng thích mở. Vô tận ý định giết người đủ để chống cự hết thảy giá rét. Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, để cho Ngụy Dĩnh nắm trong tay thân thể này, ngươi và nàng vốn là cộng thể, bây giờ muốn hủy diệt Ngụy Dĩnh thân thể, một người đạt được, có phải hay không quá mức? Nếu như ngươi không cút ngay, vậy ta chỉ có thể đem ngươi tước đoạt. Thiếu nữ hoạt động một chút cổ, tiếp tục nói cái thế giới này quy tắc ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn, cô bé kia loại trạng thái kia. Làm cái đại học lão sư liền thỏa mãn, ở ta xem ra, đây quả thực là sỉ nhục, ta có thể để cho áp đảo Côn Lôn hư trên. Ta có thể để cho nàng hưởng thụ hết thảy. Chờ ta cắn nuốt hết nàng thần hồn, ta liền đi một chuyến Côn Lôn hư, đến lúc đó, ai dám không phục. Thiếu nữ cao ngạo tới cực điểm. Nàng sớm liền nhìn ra Diệp Thần trên người tu vi, siêu phàm cảnh. Và trạng thái bây giờ hắn phát hiện rất lớn. Mặc dù nàng kinh ngạc Diệp Thần vì sao tiến bộ như vậy thần tốc, nhưng là đã không trọng yếu. Người này cuối cùng vẫn là uy hiếp, tuyệt đối không thể lưu. Diệp Thần nghe được thiếu nữ vậy cuồng vọng lời nói, trong tay Trảm Long Vấn Thiên Kiếm nhắm thẳng vào thiếu nữ ta không phục. Ta nếu có thể sử dụng phách huyền thạch trấn áp ngươi, càng có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, trong tay ngưng tụ ra một đạo băng hàn kiếm. Bước chân lược động, đi tới Diệp Thần trước người. Thằng nhóc, ngươi không phục, ta liền để cho ngươi quỳ phục. Hàn mang lóe lên, ý định giết người bay lên. Vô tận dùng mình tựa như từng cơn uy áp, mưu toan chiếm đoạt Diệp Thần. Gió lớn phun trào, ở giữa thiên địa, tràn đầy vậy sơ sắc tiêu điều hơi thở, bầu không khí tựa như đọng lại. Ngay tại băng hàn kiếm muốn chạm được Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần động. Bây giờ ngươi cố nhiên rất mạnh, nhưng là ngươi quên một chuyện. Cái gì, thiếu nữ theo bản năng nói. Mà Diệp Thần cười nhạt, ngươi quên, thế gian có một người đàn ông, kêu Diệp Thần. Dứt lời, Diệp Thần một bước bước ra, vạn trượng sấm sét tràn ra thân thể. Khí thế bỗng nhiên lên cao. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần chính là hóa là một ngọn núi nhạc, sừng sững ở giữa thiên địa. Không người nào có thể ngăn cản. Ừ, lại có thể không phải siêu phàm cảnh, đây là nhập thánh cảnh hơi thở. Cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, trên mặt cô gái xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn lại cảm giác được phải thua không thể nghi ngờ. Quản ngươi cảnh giới gì, chém. Thiếu nữ băng kiếm đột nhiên ép xuống. Trường kiếm chấn động, kiếm khí tràn ra. Dùng mình tựa như hóa thành một tòa tử thần, băng chi liêm đao hướng Diệp Thần bổ tới. Nếu ngươi lấy bằng ý mưu toan phong tỏa ta, vậy ta hôm nay thuận tiện lấy cao nhất ngọn lửa chiếm đoạt ngươi hết thảy. Diệp Thần một tiếng giống giận. Mi tâm bất diệt lửa cuồng bạo ra. Ngọn lửa này cường thế hắn nhưng mà lĩnh lãnh giáo qua. Tại chỗ ngọn lửa che ở Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên. Ngọn lửa lan truyền. Cường đại kiếm thế cuộn sạch, đúng cái thiên địa, tựa như cũng yên tĩnh lại. Diệp Thần quanh thân lại là hoa huy một phiến biển lửa. Tượng đá hòa tan. Mặt đất vậy hòa tan. Thậm chí liền thiếu nữ băng kiếm cũng là dần dần hòa tan. Cảm giác lập tức muốn biến mất.
Đây là ngọn lửa gì? Thiếu nữ kinh hô thành tiếng. Mà Diệp Thần vậy cuồn cuộn ngọn lửa một kiếm trực tiếp chém xuống. Thần ma né tránh, cuồng lửa nuốt trời. Kiếm động dưới, băng thành yên tĩnh. Kinh khủng kiếm thế, tràn ngập hết thảy. Ùm ùm. Một hồi nổ ầm nổ tung. Bỗng nhiên bây giờ, một cổ cường đại hơn kiếm khí lan truyền. Vậy ngưng tụ băng chết thần, tại chỗ vỡ vụn. Hóa là tuyết bay đầy trời. Không chỉ như vậy, thiếu nữ trong tay băng kiếm văng tung tóe mở. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể khí huyết quay cuồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, con người phóng đại, cả người đổ bay ra. Thằng nhóc này làm sao đổi được như vậy khủng bố. Một kích này, giống nhau đã đạt tới thánh vương cảnh. Nàng thậm chí cảm giác được dùng mình bị điên cuồng áp chế. Bành! Thiếu nữ thân thể đụng vào trên một tòa cột băng. Cột băng hoàn toàn gãy lìa. Hóa là mảnh vỡ. Ở rơi xuống đất nháy mắt, thiếu nữ năm ngón tay một bản, mặt đất cuốn lên một đạo gió lạnh phảng phất là một đôi bàn tay, rất miễn cưỡng đem thiếu nữ chống giữ. Đạp đạp đạp, thiếu nữ lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Thần, lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc là người nào. Diệp Thần đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm đứng ở mặt đất, trôi lơ lửng tại một chút trên. Sau đó, vậy lãnh đạm ánh mắt bắn thẳng đến thiếu nữ đem thân thể vẫn còn cho ngụy dính, ta cho phép ngươi ở nàng bên trong thân thể, nhưng là không cho phép ngươi chiếm đoạt nàng thân thể. Diệp Thần vậy chưa từng nghĩ hủy diệt sát huyết hàn thể, Côn Lôn hư thập đại ách thể có thể chẳng phải dễ dàng hủy diệt. Huống chi, ngụy dĩnh và sát huyết hàn thể có liên lạc chặt chẽ. Bất kỳ một khối xảy ra chuyện, bên kia cũng đừng nghĩ chết yên lành. Dưới mắt hắn duy nhất có thể làm chính là trấn áp sát huyết hàn thể, sau đó chờ ngụy dĩnh tu vi đủ lúc đó, liền có thể dựa vào mình khống chế. Đến lúc đó ngụy dĩnh tốc độ tu luyện thậm chí còn thực lực có thể so với người bất kỳ cũng còn đáng sợ hơn. Thiếu nữ khạc ra một búng máu, không có chút nào dao động ta thừa nhận ta xem thường ngươi, sớm biết ngươi cũng như thực lực này, ở sư phạm lúc học đại học ta đến lượt giết ngươi. Ta không ngại nói cho ngươi, ta chiếm đoạt cái này bé gái thần hồn, không phải là vì tốt cho nàng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hoa hạ người tu luyện càng ngày càng nhiều sao? Ở ngươi biến mất đoạn này thời gian, thành phố Bắc Kinh chỉ ít xuất hiện 40 vị người tu luyện, những người này phần lớn là Côn Lôn hư tất cả đại tông môn người, một cái Diệp Thí Thiên liền để cho bọn họ sợ hãi vạn phần, tự nhiên muốn ở hoa hạ tìm thiên phú người. Mà đang ở 3 ngày trước, thì có người tìm được ngụy dĩnh, nếu như không phải là ta cái này nha đầu đã sớm bị lừa gạt đến Côn Lôn hư trong đi. Còn nữa, đã có người đoán được thân thể nàng đặc thù. Nếu như ta không chiếm theo thân thể của nàng, ai bảo vệ nàng? Ta cũng không muốn bởi vì cái này bé gái hèn yếu hại chính ta. Nghe được những lời này, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Trước đây hắn quả thật phát hiện một ít người tu luyện xuất hiện ở kinh thành, vốn cho là vì tìm Diệp Thí Thiên, bây giờ nhìn lại, không đơn thuần như vậy. Những cái kia Côn Lôn hư tông môn đã nhận ra được hoa hạ có thiên tài ra đời. Nếu như tìm lại được một cái tương tự Diệp Thí Thiên tồn tại, vậy tông môn tất nhiên lâu dài không giảm. Thậm chí có tông môn đã tiếp xúc ngụy dĩnh. Ngụy dĩnh sát huyết hàn thể không chỉ thiên phú tu luyện thật tốt, đối với một ít lão yêu quái mà nói, vẫn là vật đại bổ. Nàng trong cơ thể sát huyết đủ để giải khai một ít tu luyện những ràng buộc. Thậm chí có thể dùng máu tươi luyện đan. Diệp Thần chỉ sợ những tông môn này đối với ngụy dĩnh có tàn nhẫn như vậy ý tưởng. Côn Lôn hư so hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Thiếu nữ tựa hồ thấy được Diệp Thần dao động, tiếp tục nói bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, năm ngón tay nắm chặt, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp chỉ hướng thiếu nữ bắt đầu từ hôm nay, ngụy dĩnh do ta bảo vệ, mà ngươi, ngoan ngoãn trở lại thân thể nàng trong, chỉ như vậy. Hắn giọng lãnh đạm, tựa như nói một chuyện nhỏ. Thiếu nữ mặt mũi lạnh như băng tự tìm cái chết. Ngươi thật lấy là ta sợ ngươi sao? Sát huyết, ngưng. Chỉ gặp thiếu nữ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi vừa ra, 4 phương 8 hướng vô tận khí lạnh cuồn cuộn tới. Chớp mắt bây giờ, máu tươi tản ra. Thậm chí hóa là vô số đạo linh khí đậm đà nhũ băng. Nhũ băng rậm rạp chằng chịt một phiến, mang dùng mình và chết ý, hướng Diệp Thần cuốn lên đi.
thậm chí phong tỏa Diệp Thần hết thảy sức sống. Thằng nhóc, ngươi cản ta đường, đã như vậy, hôm nay ngươi là được là ta cục đá bị đạp đi. Thiếu nữ lời nói rơi xuống, vô số nhũ băng chung quanh cuốn lên từng cơn sóng biển. Từng cơn tiếng xé gió vang khắp. Ở nàng nhìn lại, coi như tiểu tử này thực lực coi như không tệ, cũng không cách nào ngăn trở. Sát huyết hàn thể máu tươi cực kỳ chân quý. Bùng nổ lực lượng, vượt xa thánh vương cảnh. Đây cũng là nàng lớn nhất lá bài tẩy. Diệp Thần nhìn cướp được đếm lấy tính chục nghìn sát ý, cảm giác được không đúng, trong tay Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, ngăn trở ở trước người. Đồng thời một cái tay khác nhanh chóng bóp quyết, trên người khí thế bạo tăng, đồ dạo phố xé mấy phần, ở trong cuồng phong múa. Quanh thân tựa như xanh thành vô số đạo kiếm ý. Kiếm ý bỗng nhiên hội tụ, hô khiếu chi thanh không dứt lọt vào tai. Sát huyết thì như thế nào, ta như thường phá vỡ. Ngay tại vô số nhũ băng muốn chạm được Diệp Thần thân thể ngay tức thì, hắn không chút nào né tránh, mang vạn kiếm quy tông cuộn sạch đi. Trần Thiên Lê kiếm kỹ ai có thể ngăn cản. Nháy mắt tức thì, vô số đạo lực lượng ở trong không khí va chạm. Rậm rạp chằng chịt, từng cơn tia lửa, toàn bộ không gian từ trường cũng giống như bị thay đổi. Hai đạo lực lượng dưới, nhìn như không phân cao thấp. Nhưng là thực thì Diệp Thần huyết khí dâng trào, không ngừng hướng sau lưng thối lui. Vậy máu tươi lực lượng quá mức cuồng bạo, nếu như hắn không lùi, hậu quả rất nghiêm trọng. Đinh, một tiếng, vậy vô số nhũ băng tại chỗ hóa là mảnh vỡ. Thiếu nữ gặp Diệp Thần không địch lại, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, sau đó chợt hướng Diệp Thần đi. Nàng cũng không có bất kỳ vận dụng vũ khí dự định, năm ngón tay nắm chặt, đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, lại là hướng Diệp Thần ngực vỗ tới. Bàn về thực lực chiến đấu, Diệp Thần không sợ chút nào. Hắn cưỡng ép đem khí huyết ép xuống, lui về phía sau đồng thời, lộ ra tay. Bót! Nhanh chóng bấu vào đối phương cướp được cổ tay trên. Cực kỳ giá rét. Cách ta xa một chút. Thiếu nữ thấy Diệp Thần lại dám đụng mình, gương mặt thoáng qua một tia vẻ giận, một cái tay khác tốc độ nhanh như tia chớp, tựa như hóa là một chuôi lưỡi đao, hướng Diệp Thần chém tới. Một khi va chạm, có thể tại chỗ xuyên qua cổ. Thân thủ chia lìa. Bàn về cận chiến, ta thật đúng là chưa sợ qua ai. Diệp Thần vậy thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Sau đó, hắn quanh thân tựa như tràn ra vô số đạo điện hồ. Đồng thời huyết long chi lực chui vào hai cánh tay. Vậy nguyên bản bấu vào cổ tay đối phương tay, chợt ép xuống. Đồng thời, thay đổi thân thể, tại chỗ đem thiếu nữ quăng ra ngoài. Thiếu nữ căn bản không nghĩ tới thành tựu người tu luyện lại còn sẽ xuất thủ như thế, nàng muốn ngăn cản, nhưng là không kịp rồi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể hai chân trên không trung xoay tròn 360 độ, sau đó một cước hướng Diệp Thần ngực đi. Diệp Thần không có né tránh, ngược lại thân thể nghiêng về trước, lần nữa bắt được tay đối phương cổ tay. Tay phải hoành đẩy đi. Thiếu nữ thân thể tại chỗ bị đẩy ra, lại là đụng vào một mặt tường băng trên. Đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần sẽ không lại cho đối phương cơ hội, thân thể đã xuất hiện ở thiếu nữ sau lưng, mắt xem thiếu nữ muốn động thủ, hắn hai tay rối rít bấu vào tay đối phương cổ tay, chân khí ngưng tụ, bành, rất miễn cưỡng đem tay của thiếu nữ rơi vào tường băng bên trong. Buông ta ra. Thiếu nữ vừa định động cước, nhưng căn bản không nghĩ tới Diệp Thần thân thể đột nhiên đến gần. Một cổ hùng tính hơi thở xông vào mũi. Diệp Thần lấy thân thể đem đối phương đặt ở tường băng trên nhúc nhích không được. Bộ vị nhạy cảm lại là dán thật chặt thiếu nữ vậy cái mông vung cao. Hình ảnh này, quá mức mập mờ. Huyết long, vây khốn chúng ta. Diệp Thần một tiếng giống giận, huyết long hư ảnh lao ra trong cơ thể, ở trên bầu trời cao xoay mấy giây, sau đó nhưng là đi tới bên cạnh hai người, thật chặt trói buộc hai người. Giờ khắc này, thiếu nữ nguyên bản hàn xương gương mặt leo lên ánh nắng đỏ rực. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt phía sau cái mông khác thường vật chĩa vào. Đây là người đàn ông đồ chơi kia. Nàng muốn vùng vẫy, căn bản không có thể. Mặc dù đây là Ngụy Dĩnh thân thể, nhưng là bây giờ nắm trong tay thân thể này không phải Ngụy Dĩnh, mà là nàng à. Lại nàng nhìn lại, đây chính là khinh nhờn. Diệp Thần, người nếu như lại không cút ngay, ta bảo đảm. Người sẽ chết rất thảm.
một hồi trong trẻo lạnh lùng tức giận vang khắp. Diệp Thần mặc dù cảm giác động tác này có chút lúng túng, dẫu sao một người đàn ông thiếp thân đem người phụ nữ đặt ở mặt tường trên, da thịt gần gùi, nhưng là sát huyết hàn thể uy hiếp quá lớn, nếu như không phải là đối phương mới vừa rồi xem thường, hắn nói không chừng liền nguy hiểm. Bây giờ đây là duy nhất biện pháp. Đây không phải là cách quần áo sao, còn như phản ứng lớn như vậy. Ngươi nếu như đáp ứng rời đi Ngụy Dĩnh thân thể, ta sẽ cân nhắc tha ngươi. Diệp Thần nhìn một cái dưới người hình ảnh, chóp mũi có chút nóng như lửa. Hắn nói thế nào đi nữa cũng là một cái người đàn ông bình thường, như vậy đè một người vóc dáng nữ nhân hoàn mỹ, tóm lại có chút phản ứng. Mấu chốt Ngụy Dĩnh một mực có kiện thân thói quen, có vô số nữ sinh hâm mộ mật đào mông. Hơn nữa hôm nay chỉ bất quá mặc một cái mong mỏng quần. Xúc cảm đặc biệt là thịnh. Thiếu nữ cảm nhận được sau lưng nóng như lửa cảm giác, thẹn quá thành giận. Nhưng là chẳng biết tại sao, Ngụy Dĩnh thân thể lại theo bản năng có một tia phản ứng. Không chỉ như vậy, vậy nguyên bản bị kẹt Ngụy Dĩnh thần hồn đã bắt đầu đột phá trói buộc. Đáng chết! Ngươi như lại không rời đi, ta liền tự bạo mà chết, chẳng qua lấy mạng đổi mạng. Nàng vừa mới dứt lời, băng hàn ý lại thu liễm. Vậy dùng mình trong mắt cũng là xuất hiện một tia xấu hổ thậm chí còn kiên định. Ngươi không thể tổn thương Diệp tiên sinh. Thiếu nữ sắc mặt đại biến, nàng biết rõ Ngụy Dĩnh thần hồn đã hoàn toàn tỉnh lại, lần này muốn luyện hóa và chiếm đoạt căn bản không có thể. Đồng thời, vô số điện hồ phun trào tới. Thân thể của nàng không chịu nổi gánh nặng. Thiếu nữ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Thần, nếu như lần sau ta lại tỉnh lại, ta định cái đầu tiên giết ngươi. Dứt lời, chung quanh dùng mình đột nhiên biến mất. Mà trong mắt của nàng nhưng là nhắm lại. 3 giây sau đó, lần nữa mở ra. Lần này, cái này cặp mắt màu không có bất kỳ ý định giết người, có chỉ có nghi ngờ và thẹn thùng. Diệp tiên sinh, ngươi như vậy có thể hay không quá nhanh một ít? Ngụy Dĩnh thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên. Nàng cảm giác có chút thủy triều tràn lan, nhưng là vừa khó mà mở miệng. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm ngẩn ra, cái này mới phản ứng được, sát huyết hàn thể đã tạm thời ngủ say, giờ phút này mình dán chặt thân thể phụ nữ là Ngụy Dĩnh. Hắn liền vội vàng buông tay ra, giải thích Ngụy Dĩnh. Cái đó, mới vừa rồi sự việc có chút đột nhiên, ta không phải cố ý. Ngụy Dĩnh gương mặt đỏ bừng, đưa lưng về phía Diệp Thần, hô hấp có chút gấp rút. Không biết tại sao, làm Diệp Thần rời đi nháy mắt, nàng trong lòng lại có chút thất lạc. Diệp Thần biến mất lâu như vậy, đoạn này thời gian, nàng thường xuyên ở trở về nhà thời điểm, sẽ liếc mắt nhìn đối diện nhà trọ cửa. Nhưng là cánh cửa kia không có lại mở ra. Đã từng là cái đó giáo sư Diệp đã không có ở đây. Bây giờ chỉ có Diệp Thần, cái đó nắm trong tay vô số lực lượng Diệp Thần. Ngụy Dĩnh điều chỉnh một chút trạng thái. Mặc dù gương mặt vẫn có đỏ ửng, nhưng đã xoay người nhìn về phía Diệp Thần cái đó, chuyện mới vừa rồi coi như không có gì phát sinh qua đi, đúng rồi, Diệp tiên sinh, ngươi trở về lúc nào? Mấy ngày nay ta trí nhớ có chút hoảng hốt, vậy thanh âm người phụ nữ không ngừng vang lên, ta cũng sắp hỏng mất. Còn nữa, Diệp tiên sinh, ngươi cho ta địa phách huyền thạch cũng ở đây mấy ngày trước bể. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới cái gì? Từ luân hồi mộ địa lấy ra một khối địa phách huyền thạch, sau đó tay chỉ bóp quyết, một đạo ánh sáng màu vàng chui vào địa phách huyền thạch bên trong. Sau đó, Diệp Thần tìm một sợi dây, xuyên qua địa phách huyền thạch, trực tiếp đeo ở Ngụy Dĩnh trên cổ. Ngụy Dĩnh, khối này địa phách huyền thạch tối đa chỉ có thể trấn áp vậy sát huyết hàn thể 1 tháng, nếu như thời gian có bất kỳ làm tổn hại, nhất định phải tìm được ta, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngụy Dĩnh nhìn trên cổ sáng chói đá, nghiêm túc gật đầu một cái được. Nhưng mà Diệp tiên sinh, ngươi nếu như sẽ rời đi rất lâu, vậy sát huyết hàn thể mới đi ra làm thế nào? Diệp Thần do dự mấy giây, cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Ngụy Dĩnh, nói ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý buông tha bây giờ thể diện công tác cùng với bình thường sinh hoạt sao? Ta mang ngươi đi Hoa Hạ một địa phương khác, chỗ đó, cường giả rừng mây, thậm chí có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Ngươi có thể cự tuyệt, như vậy đến lúc đó ta mỗi 1 tháng cũng sẽ trở lại kinh thành một chuyến, cho ngươi trấn áp sát huyết hàn thể. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Ngụy Dĩnh liền nói Diệp tiên sinh, ta nguyện ý, ngươi nói chỗ đó chắc là Côn Lôn hư đi, mấy ngày trước,
có một cái bà cụ tới tìm ta, nàng nói nàng là cái gì Bắc Minh Tông trưởng lão, phải dẫn ta đi Côn Lôn hư Bắc Minh Tông tu luyện. Ngươi đáp ứng, Diệp Thần nhíu mày nói. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, lúc ấy ta đoán Diệp tiên sinh đi Côn Lôn hư, cho nên ta muốn đi vào trong xem đáp ứng, chỉ bất quá sau đó, lão phụ kia người không có lại tới tìm ta. Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho Ngụy Dĩnh đi theo Bắc Minh Tông rời đi. Tạm không nói cái này Bắc Minh Tông là mục đích gì, coi như thật muốn đào tạo Ngụy Dĩnh, cũng không phải vậy tông môn có thể đào tạo dạy. Sát huyết hàn thể, chỉ có Côn Lôn hư cao cấp tông môn mới có tư cách đào tạo. Ngươi ngày hôm nay đi lý một chút đồ, sáng sớm ngày mai, ta mang ngươi đi Côn Lôn hư. Còn như cái này Bắc Minh Tông, không cần phải để ý tới. Diệp tiên sinh. Ngụy Dĩnh khá là khôn khéo gật đầu một cái, ở nàng nhìn lại, có thể đi vào Côn Lôn hư, liền đại biểu có thể thời gian dài và Diệp Thần sống chung một chỗ. Đây là nàng chuyện mơ tưởng cầu mong tình, lại làm sao có thể cự tuyệt. Diệp Thần vốn muốn cho Ngụy Dĩnh cùng đi Diệp gia ăn một bữa cơm, lại không nghĩ rằng Ngụy Dĩnh cự tuyệt. Ở nàng nhìn lại, trạng thái bây giờ chật vật như vậy, lại ý tốt như vậy gặp Diệp Thần mẫu thân Giang Nữ Dung. Ít nhất phải đem mình ăn mặc mỹ mỹ mới đúng. Diệp Thần vậy không có cưỡng cầu, để cho ám điện hai vị cường giả phụng bồi Ngụy Dĩnh đi kinh thành đại học sư phạm, mà hắn thì hướng Diệp gia trung ương biệt thự phòng khách đi. Mới vừa đi nhập cửa, một đạo hương thơm xông vào mũi. Một giây kế tiếp, một đoàn mềm mại lảo đảo nghiêng ngã tiến vào Diệp Thần ôm trong ngực. Tay trắng ôm vai Diệp Thần, môi đỏ mọng lại là hôn vào Diệp Thần gò má trên. Diệp Thần không cần xem cũng biết đối phương là ai, dù sao đối phương vậy to lớn hung khí cơ hồ chèn ép ngực, trừ Tôn Di trở ra, đừng không nàng người. Tiểu thần tử, người cuối cùng nhớ lại tới, ta nghe được bá mẫu điện thoại, liền hội nghị đều không dự định mở, vừa kết thúc liền thẳng nối trở lại rồi. Nói, đoạn này thời gian Côn Lôn hư ngây ngô như thế nào, có hay không đụng phải cái gì người đẹp. Diệp Thần ôm Tôn Di thân thể mềm mại, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe được một hồi ho khan chi tiếng vang lên. Giang Nữ Dung tự mình bưng thức ăn đi ra, bất quá mẫu thân chẳng qua là nhìn lướt qua, lại hướng phòng bếp đi, làm không thấy được. Tôn Di vội vàng từ Diệp Thần trên mình nhảy xuống, gắt giọng đều do ngươi. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, nhìn một cái phòng khách, hiếu kỳ nói Nhược Tuyết không có cùng ngươi cùng nhau trở về. Tôn Di liền vội vàng giải thích nếu như Nhược Tuyết biết ngươi trở về tin tức, khẳng định chạy về, đáng tiếc nàng bây giờ không có ở đây Hoa Hạ. Gần đây tập đoàn Thiên Chính ở phát triển thị trường quốc tế, nước bên kia ra một ít chuyện tình, cần phải phụ trách người nói xử, Nhược Tuyết buổi sáng liền ngồi máy bay đi, còn như lúc nào trở về, phỏng đoán muốn chờ chuyện bên kia kết thúc. Bây giờ tập đoàn Thiên Chính đối với Diệp Thần mà nói, không có quá lớn giá trị lợi dụng. Duy nhất chỗ tốt, Diệp Thần có thể xài trọng kim ở Hoa Hạ tìm một ít thứ. Côn Lôn hư cũng thuộc về Hoa Hạ một số, ở thời đại thượng cổ, Hoa Hạ cũng là một tòa chiến trường. Nếu quả thật phải đi tìm một ít di tích thượng cổ, vậy là có thể. Ngày hôm nay ngồi máy bay trở lại kinh thành thời điểm, hắn liếc mấy cái trên máy bay tạp chí, phát hiện tập đoàn Thiên Chính đã trở thành toàn cầu trước 10 thị giá công ty. Chỉ bất quá tập đoàn Thiên Chính bởi vì không đưa ra thị trường, các loại số liệu không có công khai, thống kê số liệu này người không cách nào chân chính hạng. Nếu quả thật công khai, tập đoàn Thiên Chính tất nhiên sẽ thành là thứ nhất thị giá công ty. Hạ Nhược Tuyết không cần phải liều mạng như vậy, rất hiển nhiên, nàng là đem tập đoàn Thiên Chính coi thành đứa nhỏ vậy, dẫu sao cùng nhau đi tới, đều có nàng bóng dáng. Diệp Thần đánh một cái bước dương điện thoại hỏi một chút Hạ Nhược Tuyết ý nghĩa. Hạ Nhược Tuyết mặc dù rất là kích động, nhưng là do dự mấy giây, vẫn là quyết định chờ tập đoàn Thiên Chính toàn cầu hóa sự việc kết thúc, lại đi Côn Lôn hư. Diệp Thần cũng không có thử nghiệm thuyết phục. Hạ Như Tuyết bây giờ bản thân cũng đã bước vào con đường tu luyện, đủ tự vệ. Dù là thật gặp phải nguy hiểm, cũng có ám điện và Hoa Hạ bảo vệ. Không quá có thể xảy ra chuyện. Phỏng đoán tập đoàn Thiên Chính toàn cầu hóa vậy muốn không được bao lâu, đến lúc đó để cho Thẩm Hải Hoa đón lấy mới có thể. Chờ ở Côn Lôn hư xử lý xong sư phó sự việc, liền đem Hạ Nhược Tuyết nhận được Thanh Huyền đỉnh đi. Cúp điện thoại, hắn nhìn về phía Tôn Di, nghiêm túc nói Tôn Di, người có nguyện ý hay không và ta đi Côn Lôn hư.
Tôn Di nghe được Côn Lôn hư, hiếu kỳ nói tiểu thần tử, là người ban đầu ở Ninh Ba nói với ta chỗ đó sao? Người biến mất 5 năm này, chính là đi chỗ này. Đúng. Tôn Di nghe được Diệp Thần thừa nhận, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười đã như vậy, ta dĩ nhiên đi nha, liền làm tập đoàn chi phí chung du lịch rồi, ta cũng muốn đi xem chỗ đó kết quả như thế nào đây, nó là ở nước ngoài sao? Diệp Thần lắc đầu một cái liền ở trong nước, núi Côn Lôn chỗ sâu. Ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường. Tôn Di tựa hồ đối với Côn Lôn hư rất là tò mò, lại nói Diệp Thần, Côn Lôn hư mặt trời độc không độc, ngươi nói ta mặc váy có được hay không? Kính mát phải dẫn sao? Nơi đó có chống nắng sương bán sao? Diệp Thần, Tôn Di tựa như 100.000 cái tại sao vậy, nói không ngừng, hiển nhiên là thật đem chuyến này làm du lịch. Cũng may Giang Nữ Dung thúc giục hai người ăn cơm, lúc này mới dừng lại. Dừng lại cơm tối rất là phong phú, Diệp Thần vậy lần đầu tiên thấy mẫu thân trên mặt xuất hiện nụ cười và kích động. Rất hiển nhiên, nàng chờ ngày mai ngày này quá lâu. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư, một tòa liên miên ngàn dặm dãy núi bên trong. Dãy núi phập phồng, linh khí đậm đà. Một tòa diện tích ngàn mẫu tông môn đứng ở trên đỉnh núi. Tông trước cửa có một tảng đá lớn chi trên có khắc hai cái chữ viết cổ xưa. Đạo Tông, đã từng đem Diệp Thần y thần môn sư phụ phế bỏ đan điền, đuổi ra khỏi võ đạo giới Đạo Tông. Đạo Tông đại điện, một cái thân ảnh già nua ngồi xếp bằng ở tròn trên đài. Đài tròn có khắc kim long đường vân, khí thế bức người. Hắn chung quanh đài tròn chính là mười mấy vị thực lực kinh người cường giả. Thấp nhất cũng không quá thánh vương cảnh, cao nhất thậm chí hư vương cảnh. Có thể gặp khủng bố. Nhưng là kinh khủng như vậy tích chữ đang đối mặt trên đài tròn cụ già, chỉ có thể cúi đầu, không dám thở mạnh một hớp. Bởi vì lão kia người chính là Đạo Tông tuyệt thế tông chủ. Hắn thực lực địa vị không người nào có thể hám. Đột nhiên, cụ già mở mắt ra, vậy tựa như đến từ mãi mãi trong mắt nhìn lướt qua dưới người mọi người mở miệng nói. Gần đây Côn Lôn hư có thể có cái gì thiên tài ra đời. Đạo Tông huyết mạch kho nhưng mà ra một vài vấn đề, nếu như lại không có yêu nghiệt thiên phú người, Đạo Tông như thế nào thành là Côn Lôn hư cao cấp tông môn. Một cái ăn mặc thanh bào ông già đứng dậy, chắp tay nói khải bẩm tông chủ, ở ngươi bế quan thời điểm, đúng là có một cái tuyệt thế cường giả ra đời. Chỉ bất quá đây tuyệt đời cường giả cực kỳ thần bí, muốn phải tìm đặc biệt khó khăn, hơn nữa. Ông cụ áo bào xanh lời nói hơi ngừng. Thêm gì nữa, nói, ngươi như lại ma ma tức tức ta định đem thần hồn tiêu diệt. Đạo Tông tông chủ nhàn nhạt nói, chỉ một lời này, toàn bộ đại điện tựa như bị hàn băng bao trùm. Vô tận tự ý để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt tái nhợt. Vậy ông cụ áo bào xanh nghe nói như vậy, sợ trực tiếp quỳ xuống, vội vàng nói khải bẩm tông chủ, đây tuyệt đời cường giả tên là Diệp Thí Thiên. Hắn thực lực quỷ thần khó lường, Côn Lôn hư rất nhiều hơn tông môn cũng bao phủ ở hắn dưới bóng mờ, trước đây có người đồn cái này Diệp Thí Thiên chỉ bất quá thần du cảnh, nhưng là rất nhanh rất nhiều hơn tông môn liền phát hiện Diệp Thí Thiên bước vào thánh vương cảnh. Mà mấy ngày trước sự tình phát sinh, nhưng lại chứng minh cái này Diệp Thí Thiên có thể là phản hư cảnh, thậm chí cao hơn. Đạo Tông tông chủ lông mày nhướn lên, lạnh lùng nói Côn Lôn hư lời đồn đãi, ba người thành hổ, vật này ngươi cũng tin. Nói liều mà thôi, nói sự việc khác đi. Vậy ông cụ áo bào xanh tiếp tục nói không không không, tông chủ, ta vốn là cũng như vậy cảm thấy, nhưng là ngay tại không lâu, cái này Diệp Thí Thiên lấy lực một người, một cành hoa mai, dễ dàng chém giết huyết minh cùng với chân hải tông. Kiếm huyết trầm thi thể thê thảm không nỡ nhìn à. Cũng như thực lực này, vậy Diệp Thí Thiên thật có thể là phản hư cảnh trên à. Mấu chốt người này căn cốt mới 20 có thừa à. Bây giờ Côn Lôn hư lòng người bàng hoàng, những cái kia tiểu tông càng đem tông môn vùng lân cận cây mai chém đứt. Thậm chí có lời đồn đãi, chỉ cần Diệp Thí Thiên trong tay có một cành hoa mai, liền thần cũng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh bào trưởng lão lời nói bây giờ có chút run rẩy ý, không biết là bởi vì tông chủ vẫn là Diệp Thí Thiên. Vô liêm sỉ, một tiếng gầm lên đột nhiên vang khắp đại điện, tròn trên đài Đạo Tông tông chủ đứng lên. Hai tay chắp sau lưng một cái gặp cũng chưa thấy qua thằng nhóc thúi sẽ để cho ngươi sợ đến như vậy. Ngươi không xứng ở ta Đạo Tông. Dứt lời,
Đạo Tông Tông chủ bước chân đạp một cái, một cổ vô hình đợt khí lăn lộn, ở trong không khí hóa là một chi mũi tên nhọn, trực tiếp bắn về phía ông cụ áo bào xanh. Không muốn. Ông cụ áo bào xanh gương mặt dữ tợn, muốn né tránh, nhưng phát hiện huyết dịch đọng lại, ở Đạo Tông Tông chủ trước mặt, hắn căn bản không có tư cách. Một giây kế tiếp, mũi tên nhọn xuyên thấu hắn thân thể, tại chỗ hóa là xương máu. Một màn này để cho còn dư lại cường giả rối rít quỳ xuống, căn bản không dám nói lời nào. Đạo Tông Tông chủ nhìn lướt qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói, ta Đạo Tông tích chữ vu thượng cổ, không có ai có thể thành là chúng ta uy hiếp. Cái này Diệp Thí Thiên tin đồn đã như vậy đáng sợ, ta liền lệnh các người đi tìm đến chỗ này người. Mang về Đạo Tông. Nếu như trong một tháng, ta không thấy được cái này Diệp Thí Thiên, các người tất cả mọi người tại chỗ cũng xách đầu tới gặp ta. Nghe được câu này mệnh lệnh, tất cả mọi người tại chỗ tâm lạnh liền mấy phần. Bọn họ không muốn đắc tội Diệp Thí Thiên, bây giờ nhìn lại nhưng lại không thể không đắc tội. Tông chủ. Đạo Tông Tông chủ gật đầu một cái, sau đó lại nói, chứ cái này Diệp Thí Thiên trở ra, ta bế quan mấy tháng, có từng phát sinh khác chuyện. Dưới đài một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, một cái để râu dê ông già đứng lên, chắp tay một cái, nói, khải bẩm Tông chủ, có một việc ngược lại là và Tông chủ có liên quan. Nói. Để râu dê tiếp tục nói, cái này mấy ngày, Đạo Tông trong hàng đệ tử có người phát hiện Đoạn Hoài An xuất hiện ở Ngọc Thương Sơn vùng lân cận. Vô cùng có thể đi vào sát lục chi địa. Nghe được Đoạn Hoài An mấy chữ này, Đạo Tông Tông chủ con ngươi co giúp một cái, người nói Đoạn Hoài An nhưng mà y thần môn trưởng môn cái đó. Để râu dê gật đầu một cái, chính là người này. Đạo Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng, ta nếu như nhớ không lầm, ta trước nhưng mà để cho các ngươi trảm thảo trừ căn, cái này y thần môn bây giờ lại còn tồn tại. Để râu dê sắc mặt lúng túng mấy phần, đại nhân. Đạo Tông là phái người đi tiêu diệt y thần môn, nhưng là chờ chúng ta chạy tới, y thần môn đã hoang phế một ít ngày giờ, tất cả mọi người đều biến mất. Theo ta đoán, hẳn là chạy trốn, dẫu sao năm đó Tông chủ nhưng mà đem vậy Đoạn Hoài An đan điền đánh nát, đã lâm vào là phế nhân một cái, từ đây cùng võ đạo không liên quan. Đoán chừng là Đoạn Hoài An nghe được phong thanh, lúc này mới vứt bỏ y thần môn mang liên can đệ tử trước thời hạn rời đi. Vốn là chúng ta dự định thông qua một ít thủ đoạn tìm những người này, lại không nghĩ rằng, cái này Đoạn Hoài An đi Ngọc Thương Sơn sát lục chi địa. Cách chúng ta khoảng cách tuy gần, nhưng là vậy sát lục chi địa cho tới nay cũng rất khó giải quyết, ta chỉ có thể phái một người học trò lẻn vào đi theo. Không chỉ như vậy, Đạo Tông còn nhận được tin tức, vậy Đoạn Hoài An phàm căn đệ tử Diệp Thần, tựa hồ vậy tiến vào Côn Lôn Hư, chẳng biết tại sao, 5 năm này. Đoạn Hoài An thật giống như đối với thằng nhóc này cảm thấy rất hứng thú, đã từng mang cái này phàm căn đệ tử đi Trăm Tông thỉnh cầu nhận lấy, đáng tiếc cũng bị cự tuyệt. Có cần hay không Đạo Tông đi trước lau đi? Đạo Tông Tông chủ nghe được những chuyện này, cười lạnh một tiếng, phế vật kia Đoạn Hoài An và phàm căn đệ tử ngược lại là thật sánh đôi, mặc dù cái này hai người đối với ta Đạo Tông không có bất kỳ uy hiếp, nhưng là ta cho tới nay nguyên tắc chính là không lưu bất kỳ người sống. Ta hy vọng 30 ngày bên trong, cái này hai cái phế vật cùng với y thần môn khác đệ tử đều biến mất hết ở Côn Lôn Hư, biết chưa? Đệ tử rõ ràng. Để râu dê ông già tròng mắt thoáng qua một tia sát ý. Đạo Tông Tông chủ hài lòng gật đầu một cái, còn nữa, một năm kia một lần thiên tài chi thi đấu phỏng đoán muốn bắt đầu, phái mấy vị Đạo Tông thiên tài đi trước. Ngoài ra, giúp ta Đạo Tông lưu ý vậy trận thi đấu chuyện trong ra đời thiên tài hạng người. Trước 10 không có bối cảnh, ta Đạo Tông tất cả đều muốn. Cãi lại người, trực tiếp xóa bỏ. Buổi sáng ngày thứ 2, Kinh Thành Đại học Sư Phạm. Một chiếc xe Bentley chậm rãi dừng lại. Một người mặc đồ dạo phố, dáng người mờ ảo thanh niên từ trên xe đi xuống. Chỉ riêng hơi thở và bên ngoài, ngược lại để cho Đại học Sư Phạm cửa một ít đi ngang qua nữ sinh dừng chân thưởng thức. Chủ yếu là thanh niên khí chất giống như có một loại lực hút vô hình, để cho người thất thủ trong đó. Thanh niên chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái thời gian, liền hướng giáo viên nhà trọ đi. Cũng không biết Ngụy Dĩnh chuẩn bị thế nào. Mà giờ khắc này Ngụy Dĩnh thay cả người tơ lụa trắng váy đầm dài, thon dài thêm trắng nõn bắp đùi bại lộ không bỏ sót, để cho người thèm thuồng. Nàng ở trước gương vòng vo một vòng, cảm thấy lại không vừa làm.
lại đổi cả người. Ước chừng đổi 10 bộ, mới chắc chắn hôm nay xuyên trở. Sau đó nàng kéo dương hành lý, nhìn một cái Diệp Thần gửi tới WeChat, liền chuẩn bị đi thang máy. Nàng mới vừa mở cửa, nhưng phát hiện đứng ở cửa ba người. Một cái bà lão, hai cái cô gái đồ tím. Thấy cái này ba người, nàng trong lòng lộp bộp một chút, chính là trước mấy ngày đến tìm nàng Bắc Minh Tông. Nàng vốn cho là những người này đã quên mình, lại không nghĩ rằng hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Hai cái cô gái đồ tím giữa eo càng là có một cái kiếm lạnh lẽo, trong mắt trong trẻo lạnh lùng, thậm chí có loại trên cao nhìn xuống nhìn người cảm giác. Để cho Ngụy Dĩnh rất là khó chịu. Người đây là tính toán đến đâu rồi? Bà cụ nói. Ngụy Dĩnh theo bản năng lui về phía sau mấy bước, vừa định đóng cửa lại, một cái cô gái đồ tím tay chính là bắt được cửa một bên, hơi dùng sức. Cửa chống trộm ngay tức thì vặn vẹo. Ngươi chuẩn bị hành lý và cái này cả người lối ăn mặc, chẳng lẽ là biết chúng ta muốn tới, chuẩn bị theo chúng ta đi Bắc Minh Tông? Ngụy Dĩnh liền vội vàng lắc đầu ta còn có một chút sự việc phải làm, có thể hay không cho nhiều ta mấy ngày thời gian? Một cái trong đó cô gái đồ tím một bước ra, trường kiếm trong tay lại là đặt ở Ngụy Dĩnh ngực. Ta Bắc Minh Tông nguyện ý mang đi ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Nào có nói nhảm nhiều như vậy, còn nữa, ngươi loại rác dưới này tu vi còn dám và trưởng lão chúng ta nói điều kiện. Trường kiếm mặc dù vỏ kiếm vẫn còn ở, nhưng là một cổ khí lãng nhưng rất miễn cưỡng đập vào Ngụy Dĩnh ngực. Ngụy Dĩnh lảo đảo một cái, trực tiếp nện ở vào cửa tủ giày trên. Nàng mặc dù có chút tu vi, nhưng là cùng những thứ này Bắc Minh Tông người tu luyện so sánh, căn bản không có trả đũa quyền lực à. Động thủ cô gái đồ tím nhìn không chịu nổi một kích Ngụy Dĩnh, cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi huyết mạch đặc thù, thật lấy là mình coi là một nhân vật. Hôm nay chúng ta và trưởng lão liền chuẩn bị hồi Bắc Minh Tông, ngươi dù là không muốn đi, vậy phải đi. Ngụy Dĩnh trong lòng có chút nổi nóng, nàng vốn định kêu gọi sát huyết hàn thể. Nhưng phát hiện chuyện ngày hôm qua sau đó, sát huyết hàn thể thời gian ngắn yên lặng. Đáng chết! Nàng chỉ có thể nhìn về phía vị kia bà cụ, nói trưởng lão đại nhân, liền cho ta thời gian mấy tiếng, mấy giờ sau đó, ta nhất định đi Côn Lôn hư. Lão phụ kia người trên cao nhìn xuống nhìn Ngụy Dĩnh, ánh mắt bình thản không sóng, sau đó liền nói, người ăn mặc tốt như vậy xem, chỉ sợ là gặp cái gì tình nhân nhỏ đi, trai gái tư tình là tu luyện đại kỵ. Người dung mạo quá mức câu người, nhất định chính là giống như hồ ly tinh, đi Bắc Minh Tông, phỏng đoán cũng sẽ lôi kéo ong bướm, để cho những cái kia nam đệ tử không lòng tu luyện. Đã như vậy, Trác Nhã, hủy diệt cái này bé gái vậy đẹp mắt cái xác. Bà cụ tựa như thẩm phán. Chính nàng xấu xí vô cùng, tự nhiên không cho phép loại đàn bà này tiến vào Bắc Minh Tông. Hủy diệt bên ngoài không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Nàng cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn, nàng thân phận và thực lực, định trước có thể tùy tiện tiện chừng những con kiến hôi này. Trưởng lão. Cái đó gọi Trác Nhã cô gái đồ tím con người run lên, trường kiếm để xuống giữa eo, một cái cung bộ, một cái tát hướng Ngụy Dĩnh đi. Một tát này, rối loạn chân khí quấn quanh lòng bàn tay. Đủ để hủy diệt một bản xinh đẹp mặt. Ngay tại trường ảnh đến gần, đinh cửa thang máy đột nhiên mở ra. Một cái ăn mặc đồ dạo phố thanh niên xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt. Trong thang máy Diệp Thần trong tay thưởng thức cái này một cây nhang khói, mặt không cảm giác. Vốn là hắn dự định ở dưới lầu chờ Ngụy Dĩnh, dẫu sao Ngụy Dĩnh ở dấu lớn nhưng là đợi ước chừng 5 phút, khói cũng quất mấy gốc, vẫn không thấy bóng dáng. Quả nhiên người phụ nữ trong miệng thời gian không thể làm đếm, tuyệt đối muốn nửa giờ bắt đầu coi là mới có thể. Hắn rất sợ Ngụy Dĩnh nửa ngày không ra được, chỉ có thể đi thang máy đi lên thúc giục. Nhưng là lại không nghĩ rằng, lầu 10 lại xảy ra chuyện. Làm cửa thang máy mở ra nháy mắt, Diệp Thần cảm thấy không đúng. Linh khí chập chờn. Nháy mắt tức thì, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Ánh mắt lại là bắn về phía khá là chật vật và rơi vào tình cảnh nguy hiểm Ngụy Dĩnh. Mà ngã ở tủ giày bên trên Ngụy Dĩnh tự nhiên cũng là thấy Diệp Thần. Nàng tựa như nắm được một cái phao cứu mạng, vội vàng nói, Diệp Thần. Trác Nhã nghe được cái này thanh âm, hừ lạnh một tiếng, lực lượng bỗng nhiên gia tăng. Chết cũng trước mắt còn dám nói nhảm.
mắt xem chân khí kia rối loạn một cái tát thì phải chạm được Ngụy Dĩnh gò má nháy mắt, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một điếu thuốc lá hoa phá trường không hướng Trác Nhã tới. Tốc độ quá nhanh, thậm chí trong không khí có tí tách tiếng, cùng với kịch liệt sao hỏa. Vô cùng chói mắt, Trác Nhã tự nhiên cảm thấy sau lưng nguy cơ, muốn thu tay lại đi phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Phốc, một điếu thuốc lá tựa như mũi tên nhọn xuyên thấu Trác Nhã tay. Huyết dịch tiệm nhiễm, tựa như hoa mai nở rộ. Đồng thời một cổ lực lượng vô hình phảng phất từ thuốc lá trong bộc phát ra. Rào, một tiếng, thuốc lá tại chỗ nổ bể ra. Mà Trác Nhã cũng là bị tức lãng xông lên bay ra ngoài, hung hãn rót vào phòng khách bàn gỗ trên. Bàn gỗ tại chỗ nổ, vô số mặt gỗ phân bay. Hết thảy các thứ này xa không có kết thúc, một đạo tàn ảnh tại tất cả người trong tầm mắt thoáng qua. Tốc độ cực nhanh, bóng dáng xuyên qua cửa ngay tức thì, trực tiếp đem Ngụy Dĩnh ôm lấy. Thân thể mềm mại nhập trong lòng, ngay tức thì di động. Gió lớn cuốn lên, mấy giây sau đó, hai đạo thân ảnh mới hoàn toàn dừng lại. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh xuất hiện ở mười mấy mét ra ngoài. Tạm thời an toàn. Diệp Thần nhìn một cái Ngụy Dĩnh nhợt nhạt gương mặt, quả đấm cầm chặt, quan tâm nói, những người này có không có thương tổn ngươi. Ngụy Dĩnh khi thấy Diệp Thần, vậy treo lòng mới trầm xuống, nàng lắc đầu liên tục, Diệp Thần, còn không có. Nhưng là ngươi nếu như trễ nữa tới mấy giây, mặt ta sẽ bị hủy. Các nàng chính là lần trước tới tìm ta Bắc Minh Tông. Ngụy Dĩnh nhìn vậy ba người, vẫn là có chút sợ hãi. Nàng thân thể thoáng đến gần Diệp Thần, lúc này mới có thể để cho nàng miễn cưỡng an lòng mấy phần. Sư tỷ, một cái khác cô gái đồ tím cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng vào nhà đem Trác Nhã đỡ lên. Khởi liệu, Trác Nhã cánh tay chấn động một cái, đẩy ra cô gái đồ tím, tức giận nói, không cần ngươi đỡ. Sau đó, vậy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, gằn từng chữ, thằng nhóc, mới vừa rồi nhưng mà ngươi ở sau lưng ra tay. Người cái này hèn hạ tiểu xúc sinh. Nàng tự nhiên biết Diệp Thần là người tu luyện, nhưng là từ hơi thở đi lên xem, đối phương chẳng qua là siêu phàm cảnh mà thôi. Không đủ gây sợ hãi. Để cho nàng không cách nào nhịn được là đối phương lại dùng ám khí bị thương mình. Bà lão nhìn một cái Trác Nhã, nhàn nhạt nói, có vài người nếu phá hư quy củ, vậy thì xóa sạch đi, vừa vặn để cho cái đó nha đầu từ bỏ ý định. Trưởng lão. Trác Nhã trực tiếp rút ra bên hông kiếm lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, tiểu tiện nhân. Thật lấy là đứng ở một người tu luyện sau lưng, là có thể chống lại chúng ta Bắc Minh Tông. Chúng ta như muốn ngươi chết, ngươi hẳn phải chết. Còn có ngươi, tiểu xúc sinh, ngươi bây giờ như nguyện ý quỳ xuống ta trước mặt chặt đứt động thủ cái tay kia, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Trác Nhã cổ ngước, trên cao nhìn xuống, tựa như nắm trong tay hết thảy. Mà giờ khắc này Diệp Thần ý định giết người nhưng là không ngừng hội tụ. Hắn lửa giận trong lòng đang cháy. Trước mặt người phụ nữ này lại mưu toan dùng như vậy ác độc thủ đoạn đối đãi Ngụy Dĩnh. Thật lấy là Côn Lôn hư cường giả ở Hoa Hạ có thể dễ như trở bàn tay quyết định người khác sống chết. Như vậy cao cao tại thượng, thật sự có tư cách sao? Cô gái này tu vi chẳng qua là nhập thánh cảnh. Ở hắn Diệp Thần trong mắt, tựa như bụi bặm. Thật không biết cái này phụ nữ đanh đá sức đến từ nơi nào. Diệp Thần bước ra một bước, bảo vệ ở Ngụy Dĩnh trước người mãnh, đối với cô gái kia nói, ta chỉ cho ngươi một cái cơ hội, tát mình mặt trăm hạ, sau đó hướng Ngụy Dĩnh nói xin lỗi, nếu không thì là ta tự mình động thủ, hậu quả ngươi không cách nào chịu đựng. Hừ, ngươi loại này con kiến hôi có cái gì tư cách? Trác Nhã nghe được như vậy cuồng vọng lời nói, hoàn toàn nổi giận, mang theo kiếm hướng Diệp Thần đi. Bắc Minh kiếm pháp thi triển ra. Toàn bộ giáo viên nhà trọ tựa như bị ảnh hưởng cũng run rẩy. Vô số đạo kiếm ý lại như phen tầm, hướng Diệp Thần biến dạng đi. Bắc Minh Tông ở Côn Lôn hư nội tình thâm hậu, đệ tử nhiều người hơn. Trong đó kiếm đạo lại là ta Bắc Minh Tông đại đạo. Bắc Minh kiếm pháp lại là cao nhất võ, đủ để nghiền ép cùng chờ cảnh giới cường giả. Ở Trác Nhã trong mắt. Cái này chính là siêu phàm cảnh tiểu tử chính là trong lửa khói bụi bặm. Ngay tại kiếm ảnh đầy trời phủ tới thời điểm, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra một ngón tay.
đối phó ngươi loại rác dưới này, một ngón tay ta cũng ngại hơn. Diệp thần trên người chân khí ngưng tụ ở chỉ một cái trên. Mấy bước bước ra, mang thế dễ như bỡn điểm vào trong đó một đạo kiếm ảnh trên. Đinh, một tiếng, hai đạo lực lượng bỗng nhiên va chạm. Trác Nhã trong lòng cười nhạt liền liền. Như vậy tu vi, còn mưu toan dùng một ngón tay giải quyết hết thảy. Nhất định chính là không biết sống chết. Nhưng là rất nhanh, nàng diễn cảm động lại. Bởi vì nàng phát hiện trong tay linh kiếm lại kịch liệt run rẩy, thật giống như không chịu nổi vậy chỉ một cái uy lực. Sắc sắc. Một giây kế tiếp, kiếm lại có thể bể. Thanh niên kia bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Khoảng cách chỉ bất quá 10 cm. Chỉ riêng chỉ một cái lại mưa gió biến ảo, kiếm gió cuộn sạch. Trong chốc lát thiên địa thất sắc quỷ thần né tránh. Giống như, giờ phút này, chu vi trăm dặm chỉ còn lại Diệp Thần và Trác Nhã vậy. Bành! Diệp Thần cái này chỉ một cái đột phá hết thảy trở ngại, trực tiếp rơi vào Trác Nhã hai tròng mắt trước. Một khi đâm vào, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn, nàng hoảng sợ lên tiếng, nhưng là nhưng không nghĩ tới vậy như tử thần lưỡi hái ngón tay lại có thể dừng lại. Mình được cứu rồi. Còn không có chờ Trác Nhã kịp phản ứng, Diệp Thần còn lại bốn chỉ dương ra, hóa là một cái tát, chợt vỗ xuống. Một tát này là ngươi thiếu bạn ta. Bót, cuồng bạo lực cuộn sạch, tựa như chiếm đoạt hết thảy. Mắt xem một chưởng này muốn vỗ xuống, Trác Nhã căn bản phản ứng không được, quanh thân lại bị một cổ vô hình uy áp phong tỏa. Thanh niên này rốt cuộc là ai? Hoa Hạ lúc nào có yêu nghiệt như vậy nhân vật? Cái này còn là siêu phàm cảnh. Do không được Trác Nhã đang suy tư, nàng cảm giác gò má phảng phất có ngọn lửa đang cháy. Sau đó, một cổ lực lượng vô hình xuyên thấu thân thể của nàng. Thậm chí để cho nàng cảm giác được nghẹt thở. Bành! Nàng lại cũng không chịu nổi, tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Lại là bay rớt ra ngoài. Nàng một bên gò má máu thịt mơ hồ. Sư muội, trưởng lão, mau cứu ta. Trác Nhã nện ở vách tường ngay tức thì, Diệp Thần xuất hiện lần nữa. Lần này Diệp Thần không có chút nào nương tay, năm ngón tay nắm chặt, vậy tan vỡ linh kiếm mảnh vỡ rơi vào trong tay. Thằng nhóc, dừng tay, nàng là ta Bắc Minh tông người, người không có tư cách động. Cô gái đồ tím và bà cụ mới vừa muốn ra tay. Diệp Thần cũng sẽ không có bất kỳ dừng lại. Bắc Minh tông, cho dù là cao cấp tông môn cũng không xứng. Mảnh vỡ trực tiếp bắn ra. Trác Nhã trong mắt trợn to, do không được nàng phản ứng, một đạo hàn quang thoáng qua. Đầu nàng lô trực tiếp và thân thể tách ra. Máu tràn vào tại chỗ. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần vậy lạnh tới cốt tủy trong mắt bắn về phía bà cụ và thiếu nữ đồ tím, ta không thích giết người phụ nữ. Bất quá, ngày hôm nay ta nguyện ý thay đổi một chút thói quen. Tiếp theo, giờ đến phiên các ngươi. Sau đó Diệp Thần bóng người ngay tức thì biến mất, trực tiếp hướng hai người kia đi. Cô gái đồ tím cố nhiên sợ hãi, nhưng là vẫn là bước ra một giọt máu tươi bắn vào trên trường kiếm, rồi sau đó hướng Diệp Thần chỗ hiểm đi. Nhưng mà thời khắc này Diệp Thần thế như trẻ tre, không người nào có thể ngăn cản. Cô gái đồ tím liền kiếm cũng không có cầm ổn, liền bị Diệp Thần năm ngón tay bắt được kiếm phong, chợt một chuyển, ngược lại hướng đối phương cổ đi. Cô gái đồ tím con người bỗng nhiên co rúc lại, muốn nói điều gì, một hồi nặng nề xuyên thấu tiếng truyền tới, một khắc sau máu tươi phun ra. Hoàn toàn chết. Ngắn ngủi mấy giây, hai vị đệ tử xảy ra chuyện. Bà cụ thần sắc nghiêm túc, tự nhiên nhận ra được Diệp Thần thực lực, trong tay cây nặng ngay tức thì hóa là một chuôi kiếm nhỏ. Thằng nhóc, đắc tội ta Bắc Minh tông, người suốt đời đem không được an bình. Kiếm nhỏ chấn động một cái. Kiếm khí tựa như hóa là một đầu rắn khổng lồ, hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Dữ tợn, là máu. Mà bà cụ thực lực giống nhau là thánh vương cảnh. Hơi thở bùng nổ, toàn bộ lầu 10 xuất hiện từng đạo vết rách. Tựa như tùy thời muốn vỡ vụn sụp đổ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện phá dương kiếm. Vạn đạo kiếm pháp trực tiếp thi triển ra. Đồng thời vô số sấm sét tràn ngập. Một cái huyết long tràn ra trong cơ thể, bàn tha ở Diệp Thần chừng. Phá dương kiếm chớp mắt gian hóa là vô số hư ảnh. Tìm không gặp, bà cụ diễn cảm thay đổi,
vội vàng ngăn lại kiếm ảnh. Nhưng là kiếm ảnh quá nhiều, rậm rạp chằng chịt. Hắn cản trở phần lớn. Nhưng là vô dụng. Phốc xích. Linh kiếm trực tiếp nện ở thân thể của nàng trên, nàng thân thể chợt lui về phía sau, chật vật đến mức tận cùng. Nàng trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Chân thực không nghĩ ra, một cái hoa hạ tiểu tử, tại sao phải có chống lại Côn Lôn hư lực lượng à? Chẳng lẽ người này đến từ Côn Lôn hư? Bà cụ lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là huyết long vần quanh quanh thân, tay cầm trường kiếm, cả người khí thế lăng như vậy hậu thế. Không khỏi để cho người cảm giác tâm thần rung động. Chờ một chút. Đột nhiên, bà cụ phát hiện cái gì? Trong mắt phủ đầy tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần kiếm trong tay. Quanh thân sấm sét, cùng với vậy cái huyết long hư ảnh. Hình ảnh này, hết thảy các thứ này, quá quen thuộc. Mấu chốt còn con mẹ nó phát sinh ở hoa hạ. Cách đó không xa thanh niên bóng người đột nhiên cùng một bức họa giống như ở giữa thanh niên bóng người trọng hợp. Ngươi là Diệp Thí Thiên. Một đạo kêu lên đột nhiên vang khắp ở toàn bộ giáo viên nhà trọ lầu 10. Bà cụ thanh âm thậm chí đang run rẩy. Diệp Thí Thiên cái này ba chữ ý vị như thế nào, nàng so người bất kỳ đều biết. Ở Côn Lôn hư, cái này ba chữ chính là ác ma và chết tượng trưng. Mấu chốt cái này sát thần không phải ở Côn Lôn hư sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở TQ? Trời ạ! À. Bà cụ nhìn thanh niên càng ngày càng đến gần, sợ hãi trong lòng lan tràn. Cũng không nhịn được nữa, một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Diệp đại nhân, ta không biết cô bé kia là người ngươi, khẩn cầu đại nhân thả qua ta. Diệp Thần bước chân dừng lại, ngược lại là không nghĩ đến lão thái bà này lại có thể nhận ra mình là Diệp Thí Thiên. Bất quá phá dương kiếm, huyết long, sấm sét, cái này ba kiểu đồ đồng thời xuất hiện. Đúng là quá rõ ràng. Ngươi để cho ta tha ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Bà cụ gật đầu liên tục, Diệp đại nhân, ta nguyện ý là ngươi nô bộc. Ngươi để cho ta làm gì, ta liền làm gì. Ta cũng là bị tông chủ nơi nhờ mới có thể như vậy à. Đại nhân, ta chẳng qua là người làm mà thôi, xin đại nhân tha ta một mạng chó. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nếu ngươi biết ta là Diệp Thí Thiên, vậy hẳn là cũng biết. Ta Diệp Thí Thiên chưa bao giờ lưu người sống. Nghe được câu này, bà cụ sắc mặt ảm đạm, mới vừa muốn làm cái gì, Diệp Thần một trưởng từ thiên linh cái vỗ xuống. Quanh thân huyết long trực tiếp theo cánh tay xuyên thấu đi. Bà cụ tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Vô tận xương máu càng bị huyết long chiếm đoạt. Sau đó, Diệp Thần bấm Diệp Lăng Thiên điện thoại, trực tiếp để cho hắn phái ám điện người tới xử lý. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nhìn về phía kinh hoàng thất thố Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh mặc dù gặp qua hắn giết người, đi không gặp mình bùng nổ như vậy thế. Diệp tiên sinh, cái này, ngươi nói Côn Lôn hư đều là như vậy sao? Diệp Thần gật đầu một cái, bây giờ còn chưa có lên đường, hối hận còn tới kịp, ngươi nếu như ở lại chỗ này, ta sẽ cho ngươi luyện chế mấy đạo bùa hộ mạng, đủ để bảo vệ ngươi. Ngụy Dĩnh liền vội vàng lắc đầu, Diệp Thần, ta không phải hối hận. Ta chỉ là muốn nói, cái này Côn Lôn hư cũng quá khốc đi. Diệp Thần. Hai người liền xuống lầu, trực tiếp lên xe Bentley. Ngụy Dĩnh chân thực không nhịn được, lại mở miệng nói, Diệp Thần, mới vừa rồi lão phụ nhân kia tại sao nói ngươi là Diệp Thí Thiên? Chẳng lẽ ngươi còn có một cái tên khác sao? Vẫn là nói hắn nhận lầm người. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem điều bí mật này ẩn núp, phỏng đoán tên kia nhận sai. Nếu không ta cũng không có xuất thủ chỗ trống. Ngụy Dĩnh, ngươi nhớ một chuyện, chờ ngươi đến Côn Lôn hư trong, nếu như có người dám đả thương ngươi, ngươi liền báo ra danh tự này, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Ngụy Dĩnh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần, Tôn Di, Ngụy Dĩnh thậm chí còn giang nữ dùng tất cả mọi người lên liền một chiếc máy bay tư nhân. Mà máy bay mục tiêu chính là Côn Lôn hư. Máy bay trên Diệp Thần cảm giác được rõ rệt Côn Lôn hư khác thường tiếng động dậy, hắn nhìn lướt qua luân hồi mộ địa, phát hiện không phải mộ bia nguyên nhân, mà là một khối ở góc ngọc lệnh. Ngọc lệnh lóe lên ánh sáng, một hàng chữ viết không ngừng lóe lên. Diệp Thần con người co giúp một cái, đem ngọc lệnh cầm ở trên tay, lúc này mới nhớ tới một đại sự.
một năm một lần Côn Lôn hư tông môn thiên tài cuộc chiến sắp mở. Năm đó sư phụ thật vất vả bắt được một chỗ, lại để cho mình trở thành Côn Lôn hư tất cả đại tông môn trò cười. Khi đó mình liền đạp lên lôi đài tư cách cũng không có. Vô số cười nhạo, chửi rủa, làm nhục, tựa như rành rành trong mắt. Nếu như không có Kỳ Tư Thanh ra tay, có lẽ lần đó hắn sẽ chết ở trên lôi đài. Phỏng đoán ban đầu Kỳ Tư Thanh để cho Kỳ Lâm đem ngọc lệnh đưa cho mình, liền muốn khích lệ mình. Diệp Thần nhìn tầng mây dưới nhỏ bé dãy núi và thị trấn, năm ngón tay cầm chặt, trong tay ánh sáng lóe lên. Có chút vứt bỏ đồ, hắn cũng nên tự mình lấy về. Phàm căn người, y thần môn phế vật, trăm tông cự tuyệt trò cười. Nếu lần này ta Diệp Thần trở về, vậy ta liền để cho các người xem nhìn cái gì mới thật sự là cao không thể leo tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.